in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Sẽ Antonio Noga ấy, Olympic Pakistan, với Olympic Nhật Bản đáng để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lưu tâm. Mặc dù Olympic Việt Nam tự tin hơn, khi có 3 cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình, nhưng nếu nhập cuộc nóng đội, Văn Quyết và các đồng đội hoàn toàn có thể ôm hận. Quang Hải, U23 Việt Nam có thể thắng U23 Nhật Bản. Tiền vệ Quang Hải khẳng định U23 Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đọ sức với U23 Nhật Bản. Ở trận lượt cuối bảng D vào ngày 19 tháng 8 tới, nói về kết quả giành vé đi tiếp sớm trước một vòng đấu của U23 Việt Nam, Quang Hải chia sẻ, đây là một tín hiệu tốt, toàn đội đều đã cố gắng làm việc hết sức mình để hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Đánh giá về U23 Nhật Bản, Quang Hải cho biết,
Nhật Bản là đối thủ mạnh, rất đẳng cấp, nhưng U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Em không nhớ nhiều các cầu thủ U23 Nhật Bản đã từng gặp trong quá khứ. Điều quan trọng nhất là sự chuẩn bị của đội cho trận đấu sắp tới. Quang Hải thừa nhận anh không có phong độ tốt và sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để có thể đáp ứng sự kỳ vọng của ban huấn luyện. Vai trò của em trong đội không quan trọng lắm. Quan trọng là em thi đấu như nào, sẵn sàng vào sân tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện. Em còn nhiều thiếu sót và sẽ phải cố gắng hơn nữa. Mọi người xem đều có thể đánh giá được. Quang Hải chia sẻ bí quyết về sự gắn kết giữa anh và tiền đạo Anh Đức. Em chưa từng đá trung phong tắm. Bất kể khi đá ở vị trí nào em đều thi đấu hết khả năng của mình. Trước khi vào trận đấu chúng em thường nói chuyện, chia sẻ với nhau từng tình huống, vì thế vào sân sẽ có sự liên kết với nhau hơn. Cuối cùng, tiền đạo câu lạc bộ Hà Nội nhấn mạnh sự quan trọng của 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Có những cầu thủ này trong đội, sự gắn kết giữa kinh nghiệm và sức trẻ tạo nên một đội tuyển U23 Việt Nam mạnh mẽ hơn. Khoe sáu múi, học trò Park Hang-seo đốt ánh nhìn. Với mật độ thi đấu dày, huấn luyện viên Park Hang-seo đặt nhiệm vụ hồi phục cho học trò là cực kỳ then chốt, nhằm có thể lực tốt nhất cho trận quyết định với U23 Nhật Bản. Vì thế, sáng nay các cầu thủ U23 Việt Nam có buổi vật lý trị liệu, massage để phục hồi thể lực. Trong không gian đặc biệt, học trò của thầy Park có dịp khoe thân hình sáu múi cực chuẩn, thiêu đốt ánh nhìn của nhiều fan. U23 Việt Nam dẫu phải đá trên đất của kình địch bóng đá Việt Nam, nhưng thầy trò Park Hang-seo luôn cuốn hút một lượng fan lớn theo dõi, phấn khích hâm mộ. U23 Việt Nam thong dong chờ đấu U23 Nhật Bản. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tỏ ra khá thoải mái, tự tin trong buổi tập cuối cùng trước khi đấu U23 Nhật Bản tại bảng rơi vào lúc 16 giờ ngày 19 tháng 8. Trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo bước vào sân tập vì bận trả lời phỏng vấn, các cầu thủ U23 Việt Nam đã khởi động cùng các trợ lý. Ít phút sau, ông thầy người Hàn Quốc quay vào sân, mọi thứ chuẩn bị cho buổi tập cuối cùng trước khi đối đầu với Nhật Bản cũng đã hoàn tất để các cầu thủ U23 Việt Nam bước ngay vào tập luyện. Cũng không khác nhiều buổi tập trước đó, 30 phút tác nghiệp của giới truyền thông chỉ có thể kịp chứng kiến U23 Việt Nam tập chuyền bóng, cũng như chia đôi đội hình để thi đấu. Không biết huấn luyện viên Park Hang-seo có cho các học trò tập đá luân lưu hay không, khi ông thầy của U23 Việt Nam tuyên bố đây là điều bí mật nhưng cũng đã úp mở chuẩn bị mọi phương án cho trận đấu. Olympic Việt Nam bí mật luyện penalty đấu Nhật Bản. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ ông chưa bao giờ nói muốn Olympic Việt Nam tránh Olympic Hàn Quốc tại vòng knockout đầu tiên ASEAN 18. Hôm qua, 17/8, Olympic Hàn Quốc bất ngờ thất bại 1-2 trước Malaysia. Kết quả này giúp Malaysia chắc chắn đứng đầu bảng E và sẽ gặp đội nhì bảng rơi ở vòng knockout đầu tiên ASEAN 18. Đối thủ của Olympic Malaysia sẽ là một trong hai đội Olympic Việt Nam hoặc Nhật Bản. Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng vòng bảng vào 16 giờ chiều mai, 18/8, nhằm xác định vị trí nhất. Nhì bảng rơi phát biểu với giới truyền thông trước buổi tập chiều, 18/8, của Olympic Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo rất tôn trọng đối thủ Nhật Bản. Ông cho biết, Nhật Bản là ứng cử viên cho chức vô địch. Tuy đây chỉ là lứa U21 nhưng họ là nòng cốt cho Olympic Tokyo 2020 của Nhật Bản. Nói là trẻ nhưng họ cũng trưởng thành rồi. Đội hình của Nhật Bản có 15 cầu thủ chuyên nghiệp và 5 cầu thủ xuất thân từ trường đại học. Họ chuẩn bị rất chu đáo cho ASEAN. Tôi nghĩ khoảng cách trình độ trong độ tuổi 21 với 23 không nhiều. Họ thực sự là đối thủ mạnh. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tiết lộ thông tin ông chưa bao giờ nói muốn Olympic Việt Nam tránh gặp Hàn Quốc. Tôi chưa từng nói là Olympic Việt Nam muốn tránh Hàn Quốc. Đối với tôi, trận nào cũng là trận chung kết và toàn đội phải thi đấu hết mình. Bóng đá có những biến số không thể đoán trước được như trận Hàn Quốc thua Malaysia là một minh chứng. Tôi không biết vì sao Hàn Quốc lại bại trận. Trong bóng đá, một chút chủ quan thôi thì rất khó có cơ hội làm lại, huấn luyện viên Park Hang-seo nói. Khi được truyền thông hỏi việc Hàn Quốc thua thì ông vui hay buồn, ông Park trả lời, tôi đang làm việc tại Việt Nam. Tôi chú ý đến kết quả của Việt Nam hơn. Hàn Quốc có huấn luyện viên trưởng và cảm giác như thế nào là việc của họ. Ông Park cũng chia sẻ cho các cầu thủ Olympic Việt Nam tập đá penalty. Hôm nay, đội sẽ tập sút phạt penalty. Còn tập như thế nào là một bí mật. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi kịch bản và tập đá phạt 11m cũng là một trong những kịch bản có thể xảy ra. Hé lộ vũ khí bí mật để Olympic Việt Nam giành chiến thắng. Ngoài chuyên môn, vấn đề dinh dưỡng của các cầu thủ Olympic Việt Nam cũng rất được chú trọng. Olympic Việt Nam vừa có 2 chiến thắng trước Ôn Mỹ Úy Pakistan và Olympic Nepal để giành quyền lọt vào vòng knockout ASEAN 18.
những chiến thắng này không chỉ đến từ sự vượt trội của các cầu thủ trên sân mà còn đến từ một điều rất quan trọng phía sau sân cỏ. Trước khi trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nepal diễn ra, trong khoảng thời gian lưu trú tại khách sạn Hạ Tơ Si Cà Giáng, ngoài những bữa ăn theo tiêu chuẩn, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo còn được dùng thêm những món đặc biệt để bồi bổ sức khỏe. Một thành viên của Olympic Việt Nam đã tiết lộ với báo Dân Việt, toàn đội đã được ăn theo một thực đơn được đặt riêng với nhà bếp của khách sạn Hạ Tơ Si Cà Giáng. Đặc biệt nhất là hai món cháo cá hồi và mì spaghetti. Theo thực đơn của khách sạn, bữa ăn nhẹ sẽ chỉ có bánh mì và mứt trái cây. Nhưng nếu chỉ ăn như vậy thì thể lực của các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Bởi thế, ban huấn luyện đã chủ động liên hệ với nhà bếp và đặt thêm những món giàu dinh dưỡng như cháo cá hồi và mì spaghetti để toàn đội tẩm bổ trước khi vào trận đấu. Trong thời gian lưu trú tại Indonesia, ngoài chuyện rắc rối về vấn đề sân tập thì các cầu thủ Olympic Việt Nam tỏ ra rất hài lòng với điều kiện vật chất cũng như chất lượng phục vụ của khách sạn Hạ Tơ Si Cà Giáng. Những món ăn tại đây chủ yếu là những món từ thịt gà, thịt bò, cá và trứng. Đây đều là những món ăn quen thuộc với người Việt và rất hợp khẩu vị với các cầu thủ Olympic Việt Nam. Vừa qua, Olympic Việt Nam cũng đã tiếp sức về mặt thực phẩm khi rất nhiều cổ động viên từ Việt Nam sang cổ vũ đã tặng cho các cầu thủ những món ăn quen thuộc như chả giò, bánh trưng, ruốc, nước mắm. Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết thắng Olympic Nhật Bản để tránh khó xử ở vòng 1/8 ASEAN 2018. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh ông và các học trò quyết tâm thắng Olympic Nhật Bản để tránh gặp Olympic Hàn Quốc. Chúng tôi đã sớm hoàn thành nhiệm vụ vòng bảng ở ASEAN 2018 nhưng Olympic Việt Nam sẽ có cơ hội tốt để tiến xa nếu đánh bại Olympic Nhật Bản. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh, sau khi cả Olympic Nhật Bản và Olympic Việt Nam cùng giành vé sớm sau hai lượt trận vòng bảng để ghi tên mình vào vòng 1/8. Nhiệm vụ lúc này của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò là cần giành lấy ngôi đầu bảng rơi. Với ngôi đầu bảng rơi, đội bóng sẽ tránh được đối thủ nặng ký khao khát vô địch là Olympic Hàn Quốc. Olympic Hàn Quốc gần như chắc chắn sẽ có ngôi đầu bảng E nên chúng tôi sẽ phải giành ngôi nhất bảng rơi để tránh họ. Dĩ nhiên, tôi muốn gặp Olympic Hàn Quốc ở trận chung kết hơn là ngay tại vòng 1/8. Tôi nghĩ, Olympic Nhật Bản cũng thế và trận đấu sắp tới cũng sẽ rất căng thẳng dù hai đội đều đã giành vé đi tiếp. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, lúc này, Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản đang cùng có 6 điểm, có hiệu số 5 và cùng ghi được 5 bàn thắng. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo xếp trên nhờ điểm tờ lấy khi Olympic Việt Nam nhận ít hơn một thẻ vàng so với đội bạn. Ở trận cuối vòng bảng, đội thắng dĩ nhiên sẽ giành ngôi nhất bảng rơi nhưng trong trường hợp hòa, hai đội sẽ so đọ số thẻ vàng, thẻ đỏ và nếu tiếp tục ngang ngửa, sẽ tiến hành đá luân lưu. Trong khi đó, Olympic Hàn Quốc đang cho thấy sức mạnh vượt trội tại môn bóng đá nam ở ASEAN 2018. Chưa cần tung Son Heung-min ra sân, Olympic Hàn Quốc đã thắng Olympic Ba lên tới 6 bàn không gỡ. Trong đội hình Olympic Hàn Quốc tham dự giải tại Indonesia lúc này, họ có 4 cầu thủ từng chơi ở World Cup 2018 và đặc biệt là Son Heung-min, ngôi sao sáng giá của bóng đá Hàn Quốc đang chơi rất hay ở giải ngoại hạng Anh trong màu áo Tottenham Hotspur. Son Heung-min là trụ cột ở đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và từng ghi bàn vào lưới Đức, biến Đi Manchester thành nhà cựu vô địch tại World Cup 2018. Đến với ASEAN 2018, Olympic Hàn Quốc không hề giấu giếm mục tiêu vô địch môn bóng đá nam. Tôi đang dẫn dắt Olympic Việt Nam nhưng quê hương tôi là Hàn Quốc. Trong trường hợp không thể giành được ngôi đầu bảng rơi và phải gặp Olympic Hàn Quốc ở vòng 1/8, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao ở Olympic Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định, U23 Việt Nam 5 bàn 2 trận, vẫn lo chân gỗ đấu Nhật Bản. Thắng U23 Pakistan và U23 Nepal, các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo không che giấu được khâu dứt điểm chưa tốt của mình. U23 Việt Nam đã có vé vào vòng knockout môn bóng đá Nam ASEAN 2018 sớm một lượt trận. Nhà đương kim Á quân U23 châu Á đã nhẹ nhàng đánh bại U23 Pakistan 3-0 và U23 Nepal 2-0. Tuy nhiên người hâm mộ vẫn cảm thấy tiếc nuối khi U23 Việt Nam có thể đã làm tốt hơn thế rất nhiều để tạo hiệu suất bàn thắng bại tốt hơn U23 Nhật Bản. Hiện tại, U23 Việt Nam vẫn được xếp trên U23 Nhật Bản ở bảng rơi thông qua chỉ số FAIGR Play, chưa nhận thẻ vàng nào. Bàn thắng bại đều là 5-0. Dù vậy do lượt cuối hai đội gặp nhau nên theo quy định, nếu tỷ số hòa xuất hiện, U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản phải đá luân lưu tìm ra đội đứng đầu bảng. Đến đây, các cầu thủ U23 Việt Nam hẳn chưa hài lòng về khả năng tận dụng cơ hội ở hai trận đầu. Như đã biết, đội nhì bảng rơi sẽ gặp nhất bảng E trong trường hợp đứng nhì bảng rơi,
U23 Việt Nam sẽ gần như chắc chắn phải đụng U23 Hàn Quốc hùng mạnh. Có cả ngôi sao khoác áo Tottenham, Son Heung-min. Vậy nên đội bóng của Park Hang-seo quyết tâm vượt qua U23 Nhật Bản để hướng đến chặng đường phía trước thuận lợi hơn. Tính toán bước đầu về hiệu số đã lỡ với U23 Việt Nam khi các cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều trước U23 Pakistan và U23 Nepal. Đành rằng mọi chuyện vẫn trong tầm tay, nhưng U23 Việt Nam cần sớm khắc phục khâu dứt điểm bởi đụng độ với U23 Nhật Bản. Quang Hải và các đồng đội phải tận dụng tốt đa cơ hội, tỏ ra sắc sảo nhất có thể. Sau hai trận thắng U23 Pakistan và U23 Nepal, huấn luyện viên Park Hang-seo cố né trách cứ học trò khâu dứt điểm. Nhưng có lẽ trước khi đụng độ Nhật Bản với mục tiêu chiến thắng, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tích cực luyện cho các chân sút bản năng sát thủ. Bởi lẽ dứt điểm 49 lần trong hai trận, 25 chúng không thành, ghi 5 bàn là hiệu suất đáng lo với U23 Việt Nam. Ở trận ra quân gặp U23 Pakistan, U23 Việt Nam lãng phí quá nhiều. Công Phượng thậm chí còn sút hỏng 2 quả penalty. Gặp đối thủ yếu, thế trận phong dong mà tâm lý đã không thì đáng báo động. Trước U23 Nepal, U23 Việt Nam tiếp tục thiếu sự năn nót. Kể cả Anh Đức và Phan Văn Đức hai cầu thủ ghi bàn, họ cũng bỏ lỡ những tình huống ngon ăn. Vấn đề dứt điểm kém nan giải với cả đội chứ không riêng cá nhân nào. Cầu thủ dứt điểm tốt nhất U23 Việt Nam, Quang Hải ở giải này đang chơi thiên về cầm nhịp và làm bóng nên ít có cơ hội tỏa sáng đúng nghĩa. Văn Quyết trong vai trò thủ lĩnh hàng công sẽ phải làm tốt hơn bởi chính bản thân anh sau 10 lần dứt điểm mới ghi một bàn. Thủ môn Nhật Bản không để Việt Nam ghi bàn. Người gác đền mang hai dòng máu Nigeria và Nhật Bản Obinna muốn giữ sạch lưới khi đối đầu Việt Nam vào ngày 19 tháng 8. Thủ thành của dị mà giải Osu kẻ dính chấn thương đầu gối phải trong trận thắng Pakistan 4-0 hôm 16/8. Theo truyền thông Nhật Bản, người gác đền sinh năm 1997 không kịp bình phục để góp mặt trong trận đấu với Việt Nam, và Obinna sẽ được đưa vào thay thế. Việt Nam và Nhật Bản đều đã giành vé vào vòng 1/8, trận đấu giữa hai đội chỉ còn mang tính chất định đoạt ngôi đầu bảng. Hai đội cùng có 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 5 nên nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, đôi bên sẽ phải định đoạt thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Tôi chưa tính tới loạt sút luân lưu. Lúc này, tôi chỉ có một suy nghĩ là không để Việt Nam ghi bàn trong thời gian thi đấu hai hiệp. Obinna chia sẻ. Obinna sinh năm 1997. Có bố là người Nigeria và mẹ là người Nhật Bản. Lần gần nhất thủ thành cao 1m93 được ra sân thi đấu cho U21 Nhật Bản là vào tháng 5 vừa qua. Khi đội đụng độ U21 Bồ Đào Nha tại giải Tú Lòn Tòa Nam En, tôi được trao cơ hội và tôi sẽ bình tĩnh để nắm bắt. Tôi đã sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Obinna nói thêm, tính chất căng thẳng trong trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản giảm nhiều sau khi Hàn Quốc bất ngờ thua Malaysia 1-2. Chắc chắn không thể có được đầu bảng E đội thua trong trận Việt Nam và Nhật Bản, đứng thứ 2 bảng rơi sẽ gặp Malaysia. Trong khi đó, đội thắng sẽ gặp đội đứng thứ 3 có thành tích tốt ở bảng B, E hoặc F Hàn Quốc vẫn có thể đứng thứ 3 ở bảng E. Olympic Nhật Bản chỉ mang đến ASEAN một đội hình gồm các cầu thủ U21. Thế nhưng đội bóng này vẫn đang thể hiện được sức mạnh hủy diệt để cùng với Việt Nam chia nhau 2 suất đi tiếp ở bảng rơi. Đến với ASEAN, Nhật Bản đưa sang Indonesia 20 cầu thủ, trong đó có 4 cầu thủ đang là sinh viên các trường đại học. Số còn lại là thành viên các câu lạc bộ hoặc trong các đội trẻ đang thi đấu tại các giải đấu chuyên nghiệp. Olympic Nhật Bản dù còn trẻ nhưng không phải dạng vừa. Để chuẩn bị cho Olympic 2020 ở quê nhà, Nhật Bản đã đầu tư cho lứa U21 hiện tại rất nhiều cơ hội. Chỉ trong năm 2018, đội hình này của Nhật Bản được tham gia cọ sát tới 2 giải đấu lớn của châu Á là giải Olympic châu Á hồi đầu năm và hiện tại là ASEAN tại Indonesia. Dù thua kém đối thủ trong các giải đấu mà họ tham gia về mặt tuổi tác nhưng những gì Nhật Bản đã làm được thì không thể xem thường. Nòng cốt của đội tuyển này là lứa U19 đã vô địch châu Á cách đây 2 năm tại Brazil. Ở U20 World Cup năm 2017, U20 Nhật Bản khi đó cũng đã vượt qua vòng bảng dù nằm chung bảng với những đội bóng rất mạnh như Uruguay và Ý. Với 9 cầu thủ đang chơi ở J-League 1, giải đấu hàng đầu của Nhật Bản, kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp của các cầu thủ là không thể bàn cãi. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Morihira Harim là trợ lý của huấn luyện viên Akira Nishino tại World Cup, chắc chắn ông cũng học được lối chơi chặt chẽ và linh hoạt của huấn luyện viên Nishino như đã thể hiện ở Nga. Những cầu thủ chủ chốt của Olympic Nhật Bản ở giải lần này cũng đã thi đấu với nhau qua nhiều giải đấu. Từ U19 châu Á, U20 World Cup đến U23 châu Á,
các học trò của huấn luyện viên Harim có sự ăn ý lớn với nhau. Có thể kể đến như thủ môn Dai Osuke của Lima, hậu vệ của Itakura, Eugo Tatsuta, tiền vệ của Lý Mỹ Lô Sĩ, Dai Ohasase, Juto Iwasaki, tiền đạo Gel Hate, Benjen Maeda. Video trưởng đoàn Dương Vũ Lâm chia sẻ trước trận đấu với Olympic Nhật Bản. Olympic Nhật Bản của huấn luyện viên Harim có thể chơi tấn công phủ đầu trước các đối thủ yếu như đã thể hiện trước Nepal và Pakistan. Nhưng họ cũng có thể chuyển qua chơi phòng ngự phản công nếu gặp những đối thủ ngang cơ khác. Bằng chứng là cả 5 bàn thắng của Nhật Bản cho đến thời điểm hiện tại ở ASEAN đều được ghi trong hiệp 1. Trong đó có đến 4 bàn ghi trong 10 phút đầu. Trong 2 trận đấu đã qua, Nhật Bản kiểm soát bóng nhiều, tạo ra áp lực lớn lên đối thủ. Tỷ lệ kiểm soát bóng của thầy trò huấn luyện viên Harim luôn ở mức trên 60%. Ở trận đấu với Nepal, Nhật Bản tạo ra 16 pha dứt điểm. Tuy nhiên, kết thúc 90 phút thi đấu, chỉ có một bàn thắng được ghi. Trong trận đấu với Pakistan, Nhật Bản đã tung ra 11 cú sút về phía khung thành của thủ môn Sakib Hani. 4 trong số đó đã được cụ thể hóa thành bàn thắng. Gian cầu thủ của Nhật Bản rất mạnh ở khâu tấn công, trong 5 bàn thắng của Nhật Bản thì đã có đến 4 vị trí ghi bàn. Việc đa dạng trong lối tấn công đã khiến đối thủ rất khó theo kèm các chiến binh xạ mũ lề xanh. Với phong độ hiện tại, trận đấu tới với U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Cả hai đội đều duy trì được đội hình tốt nhất mà không có ai bị chấn thương. Trận đấu cuối cùng của bảng rơi sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 19/8/2018. Huấn luyện viên Nhật Bản Ngại Văn Quyết, Anh Đức trước cuộc đối đầu với Olympic Việt Nam. Trước cuộc đọ sức với Olympic Việt Nam, huấn luyện viên Harim Mori của Olympic Nhật Bản cho biết ông đánh giá rất cao những cầu thủ trên 23 tuổi của đội bóng áo đỏ. Đây sẽ là những cầu thủ mà Nhật Bản phải chăm sóc rất kỹ ở cuộc đối đầu 16 giờ chiều mai. Trưa 18/8, đội tuyển Olympic Nhật Bản có buổi tập quan trọng nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu Olympic Việt Nam ở lượt cuối bảng rơi bóng đá Nam ASEAN 2018. Buổi tập của Olympic Nhật Bản bắt đầu từ 10 giờ 30 phút trên một sân bóng trong khu dân cư cách khách sạn khoảng 6 km. Buổi tập của Olympic Nhật Bản thu hút sự chú ý của đông đảo giới truyền thông đất nước mặt trời mọc lẫn cánh phóng viên Việt Nam. Tuy nhiên, cánh phóng viên chỉ được tác nghiệp buổi tập của Olympic Nhật Bản trong khoảng thời gian ngắn. Khi thầy trò huấn luyện viên Harim Mori di chuyển xuống sân bóng lớn để tập chiến thuật, cán bộ của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã chỉ đạo cho chiếc xe buýt xoay ngang để che tầm nhìn của giới truyền thông. Phát biểu sau buổi tập, huấn luyện viên Harim Mori chia sẻ, ở giải đấu này, Olympic Việt Nam là đối thủ mạnh. Họ có các cầu thủ trên 23 tuổi dày dạn kinh nghiệm. Tôi nghĩ đội Việt Nam có đội hình chất lượng tại Indonesia lần này so với khi là Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra hồi tháng 1. Huấn luyện viên Harim Mori đánh giá cao những cầu thủ trên 23 tuổi của Olympic Việt Nam như Văn Quyết, Anh Đức, Hùng Dũng cũng là dễ hiểu. Hai trận đấu vừa qua, Anh Đức và Văn Quyết đều tỏa sáng, ghi bàn cho Olympic Việt Nam. Trong khi vai trò của Hùng Dũng rất quan trọng. Trong bối cảnh Xuân Trường đánh mất phong độ, đánh giá về các đối thủ có thể gặp ở vòng trong, huấn luyện viên Harim Mori nói, tôi đánh giá cao Hàn Quốc hơn Malaysia nhưng không ngờ kết quả ngược lại. Nó khiến tôi khá bất ngờ. Nhưng Olympic Nhật Bản luôn có sự chuẩn bị. Chúng tôi sẽ thi đấu từng trận một. Ngay khi biết đối thủ ở vòng knockout, chúng tôi sẽ có phương án phân tích để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới. Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 19 tháng 8 tại sân vận động ngoài bãi Hòa Mục Tý, Sikandar. Nếu Olympic Việt Nam nhất bảng, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ không phải di chuyển tới sân khác. U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản, giữ sức và ngôi đầu. Việc chọn đối thủ nào ở vòng 1/8 đang là một bài toán với huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, không có gì bất ngờ nếu ông thầy người Hàn Quốc quyết tâm hướng tới một trận thắng và bảo toàn lực lượng để tính đường xa. U23 Việt Nam chơi như nào trong cuộc đối đầu với U23 Nhật Bản là điều mà nhiều người quan tâm nhất trước trận đấu này. Cả hai đều đã giành vé vào vòng 1/8, vì thế trận đọ sức lúc 16 giờ chiều nay chỉ có tính chất tranh ngôi đầu bảng. Việc U23 Hàn Quốc bất ngờ thua Malaysia đang khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải thay đổi lại kế hoạch. Và dù có dễ thở hơn nhưng cũng phải có một quyết định đắn để hành trình của U23 Việt Nam kéo dài nhất có thể. Hiện tại, nếu giành ngôi đầu bảng, U23 Việt Nam vẫn chưa biết chính xác đối thủ của mình là ai. Trong khi đó nếu nhì bảng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo gặp Malaysia ở vòng 1/8. Những gì huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò chuẩn bị cho thấy, U23 Việt Nam không chủ trương đứng thứ nhì ở bảng rơi và có một mục tiêu khác trong cuộc đối đầu với đội bóng Nhật Bản. Ở buổi tập chiều qua,
có thể nhận thấy huấn luyện viên Park Hang-seo lên kế hoạch cất một vài trụ cột như Quang Hải, Văn Quyết, Anh Đức để dành sức cho trận chiến vòng knockout. Trong khi đó, đội hình U23 Việt Nam có sự xáo trộn với sự xuất hiện của một vài gương mặt dự bị như Văn Lợi, Văn Toàn, Văn Đức, Đức Huy. Ngoài ra, hai cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai là Xuân Trường và Công Phượng khả năng được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng ngay từ đầu. Ở vị trí thủ môn, Tiến Dũng vẫn là sự lựa chọn số 1, dù có là trận đấu không có tính chất căng thẳng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho thấy ông đang rất quyết tâm hướng tới trận thắng. Bởi ngay cả bài tập đá penalty cũng đã được U23 Việt Nam luyện kỹ trong buổi tập chiều qua. Như vậy, 3 điểm là nhiệm vụ đầu tiên được huấn luyện viên người Hàn Quốc giao cho các học trò. Bên cạnh đó là sự dưỡng sức chuẩn bị cho vòng 1/8. Với một ông thầy khôn ngoan như huấn luyện viên Park Hang-seo, rõ ràng chiến thắng có lợi hơn nhiều là ngôi nhì bảng. U23 Việt Nam có thêm cú hích rất lớn nếu đánh bại đối thủ mạnh U23 Nhật Bản chiều nay. Nói thẳng ra, khi U23 Việt Nam đang có khí thế hừng hực, thì đối thủ nào với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở vòng 1/8 cũng không có gì đáng ngại. Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Lợi, Văn Thanh, Đức Huy, Xuân Trường, Văn Hậu, Phan Văn Đức, Văn Toàn, Công Phượng. Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 2-1. Olympic Việt Nam, Olympic Nhật Bản, quyết chiến không lui. Olympic Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình trước Olympic Nhật Bản như tuyên bố trước trận đấu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi chưa từng nói là Olympic Việt Nam muốn tránh Olympic Hàn Quốc. Đối với chúng tôi, mỗi trận đấu là một trận chung kết. Gặp đội nào cũng chơi hết mình. Chúng ta biết rằng bóng đá có nhiều bất ngờ. Thất bại 1-2 của Olympic Hàn Quốc trước Olympic Malaysia đã cho thấy rõ điều đó. Đó là thông điệp đáng chú ý nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận gặp Olympic Nhật Bản. Tuyên bố của thầy Park đã dẹp bỏ những lăn tăn của một bộ phận cổ động viên Việt Nam về việc nên hay không nên bung hết sức trước Olympic Nhật Bản, về nguy cơ chấn thương, thẻ phạt, về việc đứng nhì bảng gặp Olympic Malaysia sẽ an toàn hơn việc đứng đầu bảng và gặp phải đối thủ khó lường. Tại sao Olympic Việt Nam lại phải lăn tăn khi đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước ASEAN 2018 là vượt qua vòng bảng? Giờ đơn giản là lúc Olympic Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với Olympic Nhật Bản trên sân ngoài Bạ Hỏa Mục Tí. Nên nhớ, một màn trình diễn đáng khen trước một đối thủ hàng đầu châu lục có thể giúp các cầu thủ tự tin và tiến bộ hơn nhiều. Đánh giá về đối thủ Olympic Nhật Bản, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng Olympic Nhật Bản thực chất là đội U21 hướng tới Olympic 2020. Tuy nhiên, họ đều chinh chiến ở các giải của Nhật Bản nên rất đáng ngờ. Theo tôi, 21 tuổi hay 23 tuổi không có sự khác biệt lớn. Olympic Nhật Bản thực sự là đối thủ mạnh. Nhận định của huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có cơ sở khi Nhật Bản duy trì lối chơi nhất quán và rất khoa học ở tất cả các cấp độ đội tuyển. Trong quá khứ, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn từng 3 lần nếm mùi thất bại trước 3 phiên bản khác nhau của Nhật Bản ở cấp độ U19. Ngoài ra, Nhật Bản là nền bóng đá hàng đầu châu Á, với các cầu thủ mang tinh thần võ sĩ đạo. Vì vậy, Olympic Nhật Bản khó lòng buông trận gặp Olympic Việt Nam để mong gặp Olympic Malaysia như dự đoán của nhiều người. Đáng chú ý, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng úp mở rằng Olympic Việt Nam sẽ sẵn sàng cho mọi khả năng, bao gồm cả việc phải đá luân lưu với Olympic Nhật Bản nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Để phân định ngôi nhất, nhì bảng rơi. Kịch bản tuyệt mật U23 Việt Nam đấu Nhật Bản, thầy Park giăng bẫy. Có những dấu hiệu cho thấy thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo muốn dồn sức quyết thắng U23 Nhật Bản ở lượt đấu cuối bảng rơi bóng đá Nam ASEAN 2018. Tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo: thắng U23 Nepal 2-0 để chính thức giành tấm vé vào vòng 1/8 môn bóng đá Nam ASEAN 2018, nhưng U23 Việt Nam dường như vẫn chưa thể làm hài lòng khán giả nhà. Nhất là về lối chơi. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã hoàn thành chỉ tiêu được VFF đặt ra trước đó là đưa U23 Việt Nam ít nhất vượt qua được vòng bảng. Nhưng có không ít câu hỏi được đặt ra sau trận thắng U23 Nepal. Nhiều người thắc mắc rằng tại sao U23 Việt Nam không dùng đội hình mạnh nhất ở trận gặp U23 Nepal để đua hiệu số với U23 Nhật Bản. Sau khi Văn Đức ghi bàn đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn U23 Nepal 2-0, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo lại có dấu hiệu chơi chậm lại một cách có phần khó hiểu. Một thành viên ban huấn luyện U23 Việt Nam giải thích với chúng tôi rằng, ngay từ khâu chuẩn bị trước khi đến Indonesia,
Huấn luyện viên Park Hang-seo đã coi trận đấu với U23 Nhật Bản là cuộc đấu quyết định đến thành tích tại ASEAN 2018 của U23 Việt Nam. Có thể hai trận thắng trước U23 Pakistan và U23 Nepal chưa thể làm người hâm mộ nước nhà sướng, nhưng ông thầy người Hàn Quốc cần có những tính toán cho cuộc đua đường dài tại ASEAN 2018. Ban huấn luyện U23 Việt Nam cũng thừa biết U23 Nhật Bản, hay thậm chí cả U23 Hàn Quốc, luôn có những hai mắt trên khán đài sân ngoài bạ hỏa mục tỷ để dõi theo từng đường bóng của các học trò thầy Park. Những quân bài quan trọng nhất của U23 Việt Nam là Văn Quyết, Xuân Trường hay Công Phượng không được sử dụng ngay từ đầu là vì lý do kể trên. Mặt khác, bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo không muốn các học trò của mình quá bay bổng khi giành chiến thắng đậm trước các đối thủ cửa dưới, để rồi lại bị ngợp khi đụng ông lớn như U23 Nhật Bản. Tóm lại, các trận đấu với U23 Pakistan và U23 Nepal chỉ như những cuộc thử nghiệm các sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hay nói, trợ lý Lê Huy Khoa của huấn luyện viên Park Hang-seo thì U23 Việt Nam đang giăng bẫy chờ các đối thủ tiếp theo tại ASEAN 2018. U23 Việt Nam không đá để thủ hòa U23 Nhật Bản. Cái bẫy của ông thầy người Hàn Quốc khó lường đến mức nào, tất cả chỉ có thể chờ đến trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản diễn ra mới có thể thấy được. Ngay sau khi kết thúc trận đấu với U23 Nepal, hầu hết các cầu thủ U23 Việt Nam đã nán lại phòng thay đồ rất lâu để tự rút kinh nghiệm với nhau về những sai sót mắc phải. Dù những sai sót ấy chưa phải trả giá, nhưng mỗi thành viên trong đội đều rất nghiêm túc nhìn lại những điểm làm được và chưa làm được ở trận gặp U23 Nepal. Sáng 17/8, toàn đội U23 Việt Nam tiếp tục có cuộc họp để rút kinh nghiệm sau hai trận đấu. U23 Việt Nam không ngán đối thủ nào. Một số tuyển thủ U23 Việt Nam tiết lộ, toàn đội đang tự tin hướng đến chiến thắng trước U23 Nhật Bản. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nói với các học trò rằng U23 Việt Nam còn nguyên cơ hội chiến thắng và không thể vào trận với tâm lý thủ hòa để bước vào loạt sút luân lưu để phân định ngôi đầu bảng D. Chia sẻ sau cuộc họp kín của U23 Việt Nam, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm một lần nữa khẳng định thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang có nhiều lợi thế trước trận gặp U23 Nhật Bản. Trận thắng, các cầu thủ U23 Việt Nam đã tự tin hơn nhiều. Ở trận tới, chúng ta gặp U23 Nhật Bản có độ tuổi trẻ hơn nhưng họ lại chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn. So với U23 Việt Nam, kinh nghiệm thi đấu quốc tế của họ không bằng, nhưng hầu hết cầu thủ U23 Nhật Bản lại được thi đấu ở các giải J-League 1 hay J-League 2. Ông Lâm còn tiết lộ huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuẩn bị nghiên cứu rất kỹ U23 Nhật Bản để chuẩn bị cho chung kết bảng D. Theo tôi, khi trận đấu chưa diễn ra, cơ hội chiến thắng cho hai đội vẫn là 50-50. U23 Việt Nam có đầy đủ băng kỹ thuật các trận đấu của U23 Nhật Bản vừa qua để phân tích chi tiết về đối thủ. Tất nhiên, ông Park không bao giờ cho phép cầu thủ U23 Việt Nam vào sân với tâm lý thủ hòa, ông Lâm nói. Nếu U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản hòa nhau sau 90 phút, theo luật ở ASEAN 2018 sẽ phải đá luân lưu để tìm đội nhất bảng. Với việc U23 Malaysia gây bất ngờ thắng U23 Hàn Quốc 2-1, cục diện bảng F đã xoay chiều, ảnh hưởng nhiều tới tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu thắng U23 Nhật Bản, bảng D, đứng đầu bảng, U23 Việt Nam sẽ gặp đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất ở các bảng B, E, F. Nếu thua U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam, đứng nhì bảng D, sẽ gặp đội nhất bảng E là U23 Malaysia, chắc chắn nhất bảng. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói với cổ động viên sẽ đánh bại Nhật Bản. Nhà cầm quân của Việt Nam muốn giành chiến thắng trong trận đấu định đoạt vị trí đầu bảng D vào chiều Chủ nhật 19/8. Việt Nam đã chơi tốt hai trận đấu đầu tiên. Bây giờ chúng tôi muốn giành chiến thắng trước Nhật Bản, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ khi trò chuyện cùng cổ động viên Việt Nam tại sảnh khách sạn Harper, nơi ông và các học trò đóng quân để đá vòng bảng ASEAN 2018. Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng 1/8 khi liên tiếp đánh bại Pakistan 3-0 và Nepal 2-0. Trận đấu với Nhật Bản sắp tới chỉ còn mang tính chất định đoạt vị trí đầu bảng rơi, hiện tại cùng được 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 5, nên nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, hai đội sẽ phải sút luân lưu. Chúng tôi đang phân tích kỹ lưỡng đối thủ Nhật Bản. Cả đội sẽ cố gắng hết sức ở trận đấu cuối cùng. Dù đã vượt qua vòng bảng, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định lại quyết tâm. Sau khi giành vé đi tiếp, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết muốn tránh Hàn Quốc bởi đây vừa là đối thủ mạnh, vừa là quê hương của ông. Tuy nhiên, khả năng này chỉ xảy ra khi đội bóng xứ Kim Chi sải chân trước Kyrgyzstan và đứng thứ 3 bảng E. Do vừa bất ngờ thua Malaysia 1-2 tối 17/8. Theo kết quả phân nhánh, nếu đứng đầu bảng D, Việt Nam sẽ gặp đội đứng thứ 3 có thành tích tốt đến từ bảng B hoặc E hoặc F.
Nếu thua Nhật Bản và tụt xuống thứ hai, Việt Nam sẽ gặp Malaysia đội đã toàn thắng sau 2 trận và nhất bảng E. Trong số ra mới đây, tờ Jong A của Hàn Quốc viết về huấn luyện viên Park Hang-seo như sau. Ông đang được coi như người hùng ở Việt Nam sau chiến tích giành HC Baku 23 châu Á và sớm giành quyền vào vòng 1/8 ASEAN 2018. Người ta thậm chí còn được gọi đó là Guu Hiddink phiên bản Việt. Lúc này, Việt Nam được kỳ vọng rất cao sẽ làm nên chuyện ở ASEAN 2018. Chung kết U23 Việt Nam U23 Nhật Bản, đối thủ có cố tình thua. Lúc 16 giờ chiều mai 19:08 giờ Việt Nam, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Nhật Bản trên sân ngoại bà cả mục tiêu ở Shikazang, Indonesia, trong trận đấu cuối cùng vòng bảng để phân định ngôi nhất nhì bảng rơi. Cuộc thử sức được xem như chung kết của bảng đấu. Dù hai đội đều đã đi tiếp sau hai trận thắng trước U23 Pakistan và U23 Nepal, nhưng nếu trận đấu giữa thầy trò Park Hang-seo và đội bóng đến từ xứ sở Hoa Anh đào hòa nhau sau 90 phút chính thức, hai đội sẽ phải đá luân lưu để tìm ra đội dẫn đầu bảng này vào vòng 1/8. Với việc U23 Hàn Quốc bất ngờ thua U23 Malaysia ở bảng E hôm qua, những tính toán ban đầu của U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản sẽ bị xáo trộn không nhỏ. Bởi lẽ, lúc này, thua U23 Việt Nam và giành ngôi nhì bảng rơi có lẽ sẽ có lợi hơn cho U23 Nhật Bản khi đội bóng xứ Phủ Tang sẽ tránh khả năng có thể gặp U23 Hàn Quốc ở vòng knockout sắp tới. Phát biểu trước trận gặp đội bóng của chúng ta ngày mai, huấn luyện viên Haji Mojic đánh giá rất cao U23 Việt Nam. Chiến lược gia 49 tuổi này cho biết, U23 Việt Nam là đối thủ mạnh vì họ là Á quân giải U23 châu Á. U23 Hàn Quốc là đội mạnh hơn U23 Malaysia, nhưng kết quả bất ngờ đã diễn ra. Nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị của mình và sẽ cố gắng thi đấu từng trận. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ ra sân với 100% sức lực của mình. Khi nào biết đối thủ vòng tới, chúng tôi mới tiến hành phân tích, lên phương án chiến thuật. Những cầu thủ Olympic Việt Nam từng đối đầu U22 Nhật Bản năm 2015. Ở vòng loại giải U23 châu Á diễn ra vào năm 2015, đội tuyển U22 Việt Nam đã nằm chung vòng loại ở đội tuyển U22 Nhật Bản. Trong đội hình đội tuyển Olympic Việt Nam hiện nay còn 6 gương mặt đã từng thi đấu trận đấu 3 năm trước. Một, Vũ Văn Thanh. Văn Thanh gia nhập U23 Việt Nam từ khi mới 19, anh cũng đã thể hiện được phẩm chất của một cầu thủ chạy cánh hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay với khả năng lên công về thủ đều đặn. Vào tháng 1 vừa qua, Văn Thanh đã cùng U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích giành vị trí Á quân ở giải U23 châu Á, trong đó Văn Thanh không chỉ để lại dấu ấn bằng yếu tố chuyên môn mà còn bằng hình ảnh ăn mừng sau khi ghi bàn đầy hài hước của cầu thủ này. Ở tuổi 22, hậu vệ trái của Hoàng Anh Giai đã chiếm một suất cứng trong đội hình U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong trận đấu gặp U22 Nhật Bản năm 2015, Văn Thanh thi đấu hiệp 1, anh đã rời sân ở đầu hiệp 2 khi huấn luyện viên Mưu ra thay đổi sơ đồ chiến thuật. 2. Bùi Tiến Dũng. Mặc dù chỉ thi đấu cho Viettel, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng nhất, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới cơ hội lên tuyển của Tiến Dũng. Bắt đầu góp mặt U22 Việt Nam từ vòng loại U23 châu Á 2016, cho tới nay Tiến Dũng luôn góp mặt ở đội tuyển U23. Ở giải U23 châu Á vào tháng 1 vừa qua, Bùi Tiến Dũng là một trong 5 cầu thủ thi đấu trọn vẹn 630 phút của U23 Việt Nam. Tiến Dũng đã chiếm được sự tin tưởng cao của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng trước đây khi được đeo băng đội trưởng U22 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á và sau đó là U23 Việt Nam dự SEA Games 29. Và ở trận gặp U22 Nhật Bản 3 năm trước, Tiến Dũng cũng đã thi đấu cả trận. Hiện nay huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất tin tưởng vào Tiến Dũng. Anh cũng đã được chiến gia người Hàn Quốc triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bà Phạm Đức Huy. Sau khi được góp mặt ở đội U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á năm 2013, Đức Huy đã được huấn luyện viên Toshiya Miura triệu tập lên đội U23 dự vòng loại U23 châu Á và sau đó là SEA Games 28, U23 châu Á sau một thời gian vắng bóng dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Đức Huy đã trở lại U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở trận gặp U22 Nhật Bản năm 2015, Đức Huy được ra sân trong đội hình xuất phát. Anh thi đấu 84 phút rồi nhường chỗ cho Duy Mạnh. 4. Đỗ Duy Mạnh. Duy Mạnh có duyên rất sớm với các đội tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam khi bước đầu góp mặt cho đội U16 Việt Nam vào năm 2011. Kể từ đó anh liên tục được triệu tập vào các đội tuyển U19 và U23 quốc gia dưới các triều đại huấn luyện viên khác nhau. 3 năm trước, ở trận đấu gặp Nhật Bản, Duy Mạnh đã vào sân thay Đức Huy.
đó là thời điểm U22 Việt Nam đang bị dẫn một bàn và U22 Việt Nam cần làm mới sức tấn công để tìm được bàn gỡ. Tiếc rằng sau đó U22 Việt Nam đã không thể thành công, U22 Nhật Bản đã ghi bàn ở phút bù giờ và giành chiến thắng 2-0 chung cuộc. 5. Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng đã 24 tuổi, anh là một trong 3 cầu thủ trên tuổi U23 được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập để thi đấu tại ASEAN 2018. Tại trận đấu gặp U22 Nhật Bản năm 2015, Hùng Dũng vào sân thay Văn Thanh khi huấn luyện viên Miu Gia muốn đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-5-1. Hiện tại Hùng Dũng đang thi đấu ở Hà Nội Fan Club, Hà Nội Tờ và Tờ trước đây, anh cũng là một trong 7 cầu thủ của đội bóng này có mặt trong đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASEAN 2018. 6. Nguyễn Công Phượng. Công Phượng là cầu thủ thuộc lứa đầu tiên của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai JMJ. Anh nổi danh từ khi còn trong học viện và cũng không ngạc nhiên khi cầu thủ này thường xuyên góp mặt ở các đội tuyển trẻ như U19, U23 Việt Nam. Sau một thời gian tu nghiệp ở Nhật Bản, Công Phượng đã về nước thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai tại V-League. Tại ASEAN 2018, mặc dù huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập các cầu thủ lớn tuổi như Anh Đức, Văn Quyết vào đội hình Olympic Việt Nam đã gia tăng sức mạnh hàng công. Nhưng Công Phượng vẫn đang được chiến lược gia người Hàn Quốc tin tưởng trao cho một suất đá chính. Phân tích tỷ lệ kèo U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản, 16 giờ ngày 19 tháng 8. Phân tích tỷ lệ kèo bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản, 16 giờ 19:08. Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản, vòng bảng bóng đá Nam ASEAN 2018. Tỷ lệ chấp đã nói lên U23 Nhật Bản có sức mạnh vượt trội so với U23 Việt Nam. Điều này chẳng có gì bất ngờ bởi nền bóng đá của chúng ta luôn xem Nhật Bản là hình mẫu để học hỏi. Tuy nhiên hiện giờ, U23 Việt Nam đã có bước tiến đáng kể và thực sự được những nước láng giềng phải công nhận, cùng với đó là thái độ hết sức tôn trọng. Ở cuộc chạm trán này, U23 Việt Nam là đội chiếu dưới, nên thầy trò Park Hang-seo buộc phải toan tính để chọn đối thủ tiếp theo tại vòng 1/8. Ngược lại, U23 Nhật Bản không cần chọn đối thủ ở vòng tới, bởi thật ra ai cũng ngại gặp đại diện xứ mặt trời mọc. Vì thế, U23 Nhật Bản sẽ chơi hết mình, không chỉ khi đối đầu U23 Việt Nam, mà với bất kể đội bóng nào khác tại ASEAN. Việc U23 Nhật Bản chơi hết mình là chuyện đương nhiên, nhưng không loại trừ khả năng họ sẽ chỉ sử dụng đội hình dự bị. Nên nhớ U23 Nhật Bản mang tới 6 cầu thủ thuộc quân số các trường đại học, tức là 6 cầu thủ này đang là sinh viên thực thụ ở độ tuổi 21 trở xuống. Vì vậy rất có thể khoảng cách giữa hai đội sẽ được rút ngắn đi rất nhiều. Trong trường hợp này, Tiến Dũng và đồng đội đủ sức đá không thua U23 Nhật Bản. Đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam thắng kèo. Và việc phân thắng bại sẽ nằm trên chấm luân lưu để phân định đội nhất bảng D. Theo điều lệ giải, đội hình dự kiến. U23 Việt Nam, Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Hậu, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Trường, Hùng Dũng, Công Phượng, Văn Quyết, Quang Hải. Soi kèo U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản 16:00:19, 8 nhận định vòng 3 ASEAN 2018. Cùng nhận định tỷ lệ cược, dự đoán tỷ số và soi kèo U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản lúc 16:00 ngày 19 tháng 8 thuộc lượt trận cuối vòng bảng giải đấu cúp bóng đá châu Á ASEAN 2018. Đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng đấu, cũng vừa giành được 2 trận thắng đầy ấn tượng. Với việc cạnh tranh ngôi nhất nhì bảng D, giới chuyên môn nhận định trận đấu sẽ vô cùng kịch tính đầy hấp dẫn nhất của bảng đấu. Soi kèo U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản ASEAN Cup 2018. Trước giải đấu ASEAN 2018, Nhật Bản tuyên bố chỉ mang đội hình trẻ U21 tham dự nhằm cọ sát và trau dồi kinh nghiệm. Bởi tham vọng của đội bóng xứ sở mặt trời khá lớn sau khi họ bị loại tại vòng loại 1/8 tại V-League 2018. Ngoài ra mục tiêu khác nữa đó là việc chuẩn bị cho Olympic 2020. Dù chi mang đội hình trẻ nhưng vẫn có nhiều gương mặt sáng giá trong đội hình của mình. Đó là những gương mặt trẻ cách đây 2 năm là Thế Bồ Otza Maguchie và Tatsuhito từng đăng quang giải vô địch U19 châu Á sau khi đánh bại Saudi Arabia. Đặc biệt giải đấu mới đây nhất AFC U23 Championship 2018. Đội tuyển Nhật Bản dù lọt tới bán kết nhưng không thể đi tiếp khi phải nhận thảm bại trước Uzbekistan. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam với thành tích vô cùng khả quan trước hai đại diện Nepal và Pakistan. Tuy nhiên với lực lượng hiện nay có thể thấy được Việt Nam vs Nhật Bản không có sự chênh lệch lớn nào. Với lịch sử chạm trán tại Olympic giữa hai đội cách đây khá lâu từ năm 2007 tới nay. Điển hình trong năm 2007 đội tuyển Việt Nam thua cả hai lượt trận đấu tại Olympic 2007.
Vào năm 2015, đội tuyển Nhật Bản lại tiếp tục hạ Việt Nam với kết quả 2-0. Và mới đây nhất, đội tuyển Việt Nam lại để thua cách biệt 2 bàn khi chạm trán Nhật Bản tại giải giao hữu 2016. Tỷ lệ cược hiệp 1 cả trận U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản. Hiện tại với mức kèo châu Á 3/4, không dành cho đội tuyển U23 Nhật Bản chấp đội tuyển U23 Việt Nam cũng phần nào phản ánh được thực lực giữa hai đội. Đặc biệt với lịch sử chạm trán trước tới nay, hầu như đội tuyển Việt Nam đều không giành được chiến thắng trước đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, với lực lượng hiện nay, Việt Nam đã có sự vượt bậc lên tầm cao mới. Trong khi đó, hiện tại đội tuyển Nhật Bản chỉ mang đội hình trẻ U21 sang để tham dự. Do đó, khả năng tạo đột biến của đội tuyển U23 Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá khả quan nhất. Bảng cược kèo tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản. Với các tỷ lệ của bảng cược tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản thì trận đấu được giới chuyên môn nhận định. Khả năng kết quả 0-1, hiệp 1 và 2-1, cả trận có khả năng xảy ra cao nhất. Tuy nhiên, người chơi cũng nên đánh thêm tỷ số 1-1 bởi đây cũng là kết quả sáng cho trận đấu này. Bởi theo các thống kê trước tới nay, thành tích đối đầu giữa Nhật Bản vs Việt Nam khá cân đồng. Đặc biệt là hiệu suất ghi bàn của hai đội không cao, chỉ ở mức trung bình 0.85-1.05 quả trận. Dự đoán kết quả: U23 Việt Nam 2-1 U23 Nhật Bản. Bảng kèo tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản chi tiết. Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản chính xác nhất. Thông tin bên lề trận U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản. Hiện tại U23 Việt Nam đứng hạng 102 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi U23 Nhật Bản đứng hạng 161 trên bảng xếp hạng FIFA. Đặc biệt, trong 9 trận thi đấu gần đây nhất, đội tuyển Nhật Bản chỉ thắng 5 trận trong khi để thua 3 trận tính theo TLGA. Ngoài ra, tại đấu trường ASEAN, đội tuyển Nhật Bản đạt được 60% trong 5 trận thi đấu gần đây nhất. Và ở 2 trận đấu gần đây nhất, đội bóng xứ sở Hoa Anh Đào có hiệu suất ghi bàn trung bình tới 2 bàn một trận. Trong 3 trận đối đầu gần đây, Việt Nam không thắng trước đội tuyển Nhật Bản. Ngoài ra, hiệu suất thủng lưới trung bình 1 bàn một trận. Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản. U23 Việt Nam ra sân có Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Hậu, Xuân Trường, Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn, Anh Đức. U23 Nhật Bản ra sân có Giải Ổ Sủ Kẻ Cổ Lý Má, Takahiro Giả Nạn, Tờ Rủ Kỳ Hà Giá, Hồ Ngói Á Số Lý, Thay Rổ Cổ Gà, So Phụ Lý Tạ Nghĩ, Ý Sủ Kỳ Ư Giá Tạ, Cổ Lý Mì Lô Sĩ, Dù Cà Sà Mò Lý Sĩ Má, Ý Ổ Sủ Kẻ Tạ Giá Hóa, Gen Cổ Mặt. Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản, 16:19-8, con tính nào cho thời khác. Nhận định bóng đá, dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản, 16:19-8, trong khuôn khổ lượt cuối bảng rơi bóng đá Nam ASEAN 2018. U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản là trận đấu sẽ quyết định đến hai vị trí đầu tiên sẽ đi tiếp ở bảng rơi ban đầu, theo nhận định của giới chuyên môn. Đây sẽ là một trận quyết đấu của hai đội để tranh giành ngôi đầu bảng, nhằm tránh phải đụng độ với U23 Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ giành ngôi nhất bảng E. Tuy nhiên, sau trận thua của chính người Hàn trước U23 Malaysia ngày hôm qua, mọi toan tính ban đầu đã thay đổi. Giờ đây, ngôi nhì bảng rơi sẽ đem lại chiếc vé đấu với U23 Malaysia, đội đã chắc chắn giành ngôi nhất bảng E bất kể kết quả vòng cuối. Ngược lại, ngôi đầu bảng rơi lại chưa thể có được chính xác thông tin về đối thủ ở vòng 1/8 của mình. Bởi vậy, nhiều khả năng, toan tính của cả U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản sẽ đều phải được điều chỉnh, thậm chí là đảo ngược hoàn toàn. Không thể xem thường U23 Malaysia sau khi họ đã bất ngờ quật ngã gã khổng lồ xứ Nam Hàn, nhưng ít ra đó còn là một đối thủ không quá xa lạ với Việt Nam. Và không tiềm ẩn một mối đe dọa nào giống như các vị trí thứ 3 mà đội nhất bảng rơi có thể chạm trán. Bởi vậy, trước những ngã rẽ rất khó nói phía trước, thậm chí, một tấm vé gặp U23 Malaysia có thể là lựa chọn dễ dàng hơn cả cho U23 Nhật Bản cũng như U23 Việt Nam. Không loại trừ khả năng, cả hai đội sẽ nhường nhau một chiến thắng để nhận về phần mình vị trí nhì bảng. Thêm một lý do để các huấn luyện viên của cả Việt Nam và Nhật Bản làm như vậy. Đó là việc, họ không cần đặt nặng kết quả thắng ở lượt trận cuối của bảng rơi nữa, và có thể cất giữ những quân bài quan trọng nhất của mình để giữ sức chờ đợi trận đấu quan trọng hơn ở vòng 1/8. Những nhận định trên có lẽ sẽ mang lại một chút tiếc nuối cho các cổ động viên bóng đá Việt Nam, những người đang rất chờ đợi một màn quyết chiến của U23 Việt Nam để hiên ngang giành lấy tấm vé nhất bảng từ tay người Nhật như dự tính ban đầu.
nhưng bỏ qua một chút đáng tiếc này, rủi ro phải thua và gặp U23 Hàn Quốc cũng như một con đường thuận lợi hơn để tiến thật sâu tại ASEAN 2018 đang mở ra. Nhiều khả năng, những cầu thủ quan trọng nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được cho nghỉ trước người Nhật, và điều đó cũng có thể xảy ra với chính đối thủ bên kia chiến tuyến. Nhưng điều đó không có nghĩa là chất lượng chuyên môn của trận đấu sẽ giảm đi. Nên nhớ, thầy Park sẽ không để NHM phải chứng kiến một đội bóng ra sân để thua trận. Hùng Dũng, Đức Huy, Xuân Mạnh, Thành Trung, Văn Lợi có thể sẽ được sử dụng trong ngày hôm nay. Đức Trinh và Văn Đức có thể sẽ được đảm nhận thay vai trò của Văn Quyết và Anh Đức. Không loại trừ khả năng cả thủ môn Văn Hoàng cũng sẽ có cơ hội bắt chính. Những người dự bị chắc chắn rất muốn thể hiện mình thật tốt để giành được suất đá chính. NHM Việt Nam có thể yên tâm vào một trận đấu đẹp của đội nhà, cho dù người Nhật sẽ đá thế nào, và một chiến thắng trước Nhật Bản ở một giải đấu chính thức. Cho dù ở tình trạng nào, cũng là một kết quả đáng tự hào với bóng đá Việt Nam. Trước thêm trận chung kết bảng bóng đá Nam ASEAN 2018 giữa U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản, 16 giờ ngày 19 tháng 8, tiền vệ Yutaka Miya tuyên bố đội bóng của anh quyết tâm giành chiến thắng. U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản đều sớm giành vé vào vòng 1/8 ASEAN 2018, có cùng 2 trận toàn thắng cũng như hiệu số 5-0. Trận đấu chung kết bảng vào chiều 19/8 sẽ phân định ngôi đầu. Tiền vệ Yutaka Miya tuyên bố đầy tự tin trên sân tập chiều 18/8. U23 Nhật Bản sẽ đánh bại U23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Kế hoạch của Nhật Bản khi tham dự giải đấu này là chiến thắng mọi trận đấu, mọi đối thủ. Kamiya đã chơi rất hay trong trận U23 Nhật Bản thắng U23 Pakistan 4-0, dù bản thân anh không ghi bàn. Tiền vệ 21 tuổi của câu lạc bộ Ehim tâm sự: anh và các đồng đội gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết, cùng mặt sân quá xấu, nhưng đã cải thiện được nhiều. Có rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi đã cải thiện được các vấn đề, trận sau tốt hơn trận đầu. Điều quan trọng là chúng tôi đã tìm thấy sự mạch lạc trên điều kiện sân thi đấu không được tốt. Về cuộc chiến với U23 Việt Nam, Yutaka Miya lặp lại: tất nhiên, chúng tôi sẽ chiến đấu để giành chiến thắng. Chúng tôi không tính toán đối thủ tiếp theo của mình là ai. Kế hoạch của chúng tôi là tập trung tốt nhất cho từng cuộc chiến. Toyuki Haza, một nhân tố quan trọng khác của U23 Nhật Bản, cũng tự tin giành chiến thắng trước U23 Việt Nam: chúng tôi muốn chiến thắng trận tiếp theo và tiến xấu nhất. Chúng tôi được xác định giải đấu này là cơ hội tích lũy kinh nghiệm, nhưng quyết giành thành tích cao nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo, gặp đối thủ nào cũng phải chơi hết mình. Phát biểu trước trận đấu cuối cùng tại vòng bảng môn bóng đá Nam ASEAN 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo một lần nữa nhấn mạnh Nhật Bản là ứng viên vô địch ASEAN cho dù họ cử tới giải đấu lứa cầu thủ U21. Ông đã nói, trong 20 cầu thủ Nhật Bản dự ASEAN, có 15 cầu thủ thi đấu ở U23 Nhật Bản, chỉ có 5 cầu thủ xuất thân từ các trường đại học mà thôi. Dù 21 tuổi nhưng họ đều chinh chiến ở các giải của Nhật Bản nên họ có thể xem là cầu thủ lớn. U23 Nhật Bản là đội chuẩn bị chu đáo. Họ 21 tuổi hay 23 tuổi thực sự không khác biệt nữa đâu. Họ là đối thủ mạnh của chúng ta, huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh. Huấn luyện viên U23 Nhật Bản, Việt Nam chất lượng ở giải U23 châu Á. Huấn luyện viên Hari Mori của Olympic Nhật Bản cho rằng DT Olympic Việt Nam hiện tại mạnh hơn đội U23 tại giải châu Á. Ông chia sẻ, ở giải đấu này, Olympic Việt Nam là đối thủ mạnh. Họ có các cầu thủ trên 23 tuổi dày dạn kinh nghiệm. Tôi nghĩ đội Việt Nam có đội hình chất lượng tại Indonesia lần này so với khi là Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra hồi tháng 1. Nhận định kèo tài xỉu U23 Nhật Bản vs U23 Việt Nam. Trong hơn 10 năm qua, hai đội từng có 4 lần đối đầu với nhau và những kết quả dĩ nhiên đang có lợi cho đại diện Đông Á. Thậm chí trong 4 lần đó, đại diện đến từ Đông Nam Á còn không thể ghi bàn vào lưới của U23 Nhật Bản. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ rất khác ở lần đối đầu này. U23 Nhật Bản mang đến ASEAN 2018 với thành phần nòng cốt là lứa trẻ U21. Trong khi đó, lực lượng chủ yếu của U23 Việt Nam vẫn là những cầu thủ đã làm nên danh tiếng với ngôi Á quân châu Á. Bên cạnh đó, chúng ta còn có những sự bổ sung chất lượng. Cả U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam đều cho thấy ý đồ giấu bài trong hai trận đã qua để bùng sức ở trận cuối. Nhưng với những gì đang thể hiện ở các bảng đấu khác thì xem ra cuộc chiến giành ngôi đầu tại bảng rơi lại trở nên kém vui. Những gì hai đội thể hiện ở hai trận vừa qua là hết sức cân bằng. Cả U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản đều có được 5 bàn thắng và chưa nhận phải bàn thua nào. Dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo,
hàng thủ của chúng ta đã được cải thiện rất nhiều và cho thấy được sự chắc chắn ở trong lối chơi của mình. Trong khi đó, dù chỉ mang lứa U21, nhưng đội bóng đến từ xứ sở mặt trời cũng cho thấy tính khoa học ở trong lối chơi của mình. Việc hai đội đều sở hữu hàng thủ chắc chắn khiến trận đấu tới đây rất có thể sẽ khó có nhiều bàn thắng được ghi. Nhận định kèo châu Á, kèo chấp U23 Nhật Bản vs U23 Việt Nam. Việc U23 Malaysia giành chiến thắng bất ngờ trước U23 Hàn Quốc cũng khiến trận chung kết ngôi đầu bảng rơi chuyển sang một hướng khác. Đội bóng giành ngôi đầu bảng rơi sẽ đối đầu với đội xếp thứ 3 của các bảng B, khả năng Qatar, bảng E, Brazil và bảng F, Myanmar. Trong khi đó, đội xếp thứ 2 sẽ đối đầu với Malaysia. Dù U23 Malaysia đang thể hiện sự khó chịu trong lối chơi nhưng cũng không thể đặt lên bàn cân lúc này với các đội vừa kể trên. Điều đó vô tình giúp đội xếp thứ 2 bảng rơi có cơ hội tiến sâu nhiều hơn là đội dẫn đầu. Xét về yếu tố lịch sử, dĩ nhiên chúng ta không thể so sánh với đại diện đến từ Đông Á, nhưng xét về khía cạnh con người ở thời điểm hiện tại, chúng ta không thua kém là bao so với đối phương. Nếu trận đấu này khép lại với tỷ số hòa, cả hai đội phải giải quyết nhau trên loạt đấu súng mới xác định được ngôi đầu. Với cục diện ở các bảng đấu, rất có thể cả hai đội không tung ra đội hình mạnh nhất ở trận này để dễ thua hơn là thắng. Khi đó, U23 Việt Nam là đội chịu thiệt thòi hơn khi những cầu thủ của đối phương khá tương đồng về chuyên môn. Trong khi đó, chúng ta vẫn có sự chênh lệch tương đối giữa đội hình chính và đội hình phụ. Vì vậy, cơ hội chiến thắng của U23 Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn ở trận đấu này. Đội hình dự kiến giữa hai đội U23 Nhật Bản vs U23 Việt Nam. U23 Nhật Bản, Kojima Fujitani, Uzata, Itakura, Soji Morishima, Nagamuma, Miroshi Endo, Kagawa, Hatet. U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Văn Hậu, Xuân Trường, Văn Quyết, Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức. Lịch sử đối đầu U23 Nhật Bản vs U23 Việt Nam. 4 lần đối đầu, U23 Nhật Bản thắng 4, ghi 9 bàn và không thủng lưới. U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng rơi với 2 chiến thắng, 5 bàn thắng, chưa thủng lưới. Dự đoán tỷ số 0-1. Là đối thủ của đội tuyển Olympic Việt Nam trong trận đấu mang tính tranh chấp ngôi đầu bảng rơi, môn bóng đá Nam ASEAN vào ngày 19 tháng 8 tới đây. Olympic Nhật Bản không phải là ứng cử viên vô địch, nhưng dĩ nhiên cũng không hề yếu. Olympic Nhật Bản không phải là ứng cử viên vô địch của nội dung bóng đá Nam ASEAN 2018. Họ không được đánh giá cao như các đội Hàn Quốc, Uzbekistan, Iran, Trung Quốc vì họ chỉ sử dụng lực lượng U21. Thành phần này của đội Nhật là dùng để chuẩn bị cho Olympic Tokyo trên sân nhà của họ sau đây 2 năm, chứ không phải để cạnh tranh thành tích tại Á vận hội đang diễn ra. Chính vì lý do đó mà thành phần của đội tuyển Olympic Nhật Bản trên đất Indonesia không giống như hầu hết các đội khác. Trong số 20 cầu thủ dự giải, có 4 người vẫn đang là sinh viên đại học, chứ chưa phải là thành viên của các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Đó là hai thủ môn Ryosuke Kojima, 21 tuổi, và Obi Obina, 20 tuổi. Cùng hai tiền đạo Gieo Hà Tết, 20 tuổi, và Ila Sereda, 19 tuổi. 16 cầu thủ còn lại, 5 hậu vệ, 10 tiền vệ và 1 tiền đạo, là thành viên của các câu lạc bộ chuyên nghiệp tại Nhật, nhưng không phải cầu thủ nào trong số này cũng đã đá bóng chuyên nghiệp. Có người chỉ mới khoác áo các đội trẻ. Trong số đó có trung vệ cao lớn này Ugo Tasuta, 1m89, chưa hề đá trận chính thức nào cho sỉ mỉ Luis Unse. Trường hợp khác là tiền vệ Taishi Matsumoto được đô lên đội 1 của câu lạc bộ sản phở để ý Hiroshima từ năm ngoái, nhưng chưa ra sân trận nào ở sân chơi nhà nghề. Một số cầu thủ khác thường xuyên được đội bóng chủ quản cho các đội có trình độ thấp hơn, hoặc cho các câu lạc bộ hạng dưới mượn. Như tiền vệ Koji Miloshi, tiền vệ Zayo Hasase, hoặc tiền đạo Đại Rèn Maeda, nhằm giúp cho các cầu thủ này có cơ hội được thi đấu. Dù là thi đấu ở hạng dưới, chứ họ chưa thể đá ở J-League 1. Chính vì vậy, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao là vấn đề của các cầu thủ Nhật Bản so với các cầu thủ trong đội tuyển Olympic Việt Nam. Đặc biệt, những vị trí được cho là thiếu kinh nghiệm nhất ở đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc ở giải năm nay là vị trí thủ môn và vị trí tiền đạo, do các thủ môn và các tiền đạo của Nhật Bản dự ASEAN 2018 hoặc đang là sinh viên đại học, hoặc chỉ mới đá ở các giải hạng thấp của Nhật. Đội hình này của Olympic Nhật Bản từng tham dự giải U23 châu Á hồi đầu năm nay.
và trước đó từng tham dự giải đấu quốc tế tại Thái Lan hồi cuối năm 2017, chung giải với phần đông các cầu thủ trong đội Olympic Việt Nam bây giờ. Tại giải quốc tế tại Thái Lan cách nay khoảng 8 tháng, thành phần hiện tại của Olympic Nhật Bản từng thất bại trước đội chủ nhà Thái Lan. Tuy nhiên, có một điểm dễ nhận thấy là từ đó đến nay, tức là trong khoảng 8 tháng đã qua, một số cầu thủ Nhật Bản đã trưởng thành hơn. Nhờ thi đấu nhiều hơn cho các câu lạc bộ chủ quản ở giải trong nước của họ. Nhìn chung, với việc hơn các cầu thủ Nhật Bản 2-3 tuổi, lại được bổ sung thêm 3 cầu thủ trên tuổi 23, Olympic Việt Nam nhiều kinh nghiệm hơn Olympic Nhật Bản, dàn cầu thủ Olympic Việt Nam cũng có phần bản lĩnh hơn. Dù vậy, do đối phương đến từ một trong những nền bóng đá có trình độ hàng đầu châu Á, nên đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn cần phải thận trọng trước họ. Thận trọng chứ không phải e dè. Truyền thông Nhật Bản dè chừng đội tuyển Olympic Việt Nam. Giới truyền thông Nhật Bản nhận định, đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASEAN 2018 thậm chí còn mạnh hơn sau giải U23 châu Á vừa qua. Olympic Việt Nam và đội tuyển Olympic Nhật Bản sẽ so tài trong cuộc đấu ở lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nam tại ASEAN 2018. Những diễn biến khó lường ở bảng E sau khi DT Olympic Malaysia bất ngờ đánh bại đội tuyển Olympic Hàn Quốc đã khiến tính chất cuộc đọ sức giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển Olympic Nhật Bản không còn căng thẳng như dự đoán ban đầu. Theo đó, đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển Olympic Nhật Bản không nhất thiết phải quyết đối đầu để giành ngôi đầu bảng rơi nhằm tránh đội tuyển Olympic Hàn Quốc bởi trên thực tế. Đội bóng quê hương của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gần như không thể có ngôi đầu bảng E. Tuy nhiên, cả huấn luyện viên Park Hang-seo đội tuyển Olympic Việt Nam và huấn luyện viên Morihide Harim của đội tuyển Olympic Nhật Bản đều cho biết vẫn sẽ thi đấu hết mình để có thành tích tốt nhất trước đối thủ. Nhận định về đội tuyển Olympic Việt Nam, tờ lái Edu News cho rằng đây là đội bóng đáng gờm ở Đông Nam Á. Đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển Olympic Nhật Bản có thể hòa nhau ở 90 phút 2 hiệp chính và như thế sẽ có thể đá luân lưu để phân thắng bại cho ngôi nhất nhì bảng rơi. Tại VCK U23 châu Á 2018 vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam là nòng cốt của đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASEAN 2018 đá penalty rất tốt. Họ từng giải quyết trận đấu trên chấm 11M để giành vé đi tiếp ở tứ kết và bán kết. Trong trận chung kết, họ cũng chỉ thua xít sao 1-2 sau 120 phút trước U23 Uzbekistan, đội từng đánh bại U23 Nhật Bản với tỷ số 0-4 ở tứ kết. Giới truyền thông nhận định, dù sao kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng rơi cũng tốt hơn bởi khi đó sẽ gặp đội xếp thứ 3 và như thế sẽ thuận lợi hơn. Dẫu vậy, để vượt qua DT Olympic Việt Nam, nhất là sau màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục của đội nhà ở hai trận đầu tiên là không hề đơn giản. Tạp chí bóng đá Koli của Nhật Bản cho rằng, nòng cốt của Olympic Nhật Bản là lứa U21 được đầu tư để dự Olympic 2020 sẽ không dễ để vượt qua đội tuyển Olympic Việt Nam dày dạn kinh nghiệm từng giành Á quân VCK U23 châu Á vừa qua. Tờ Koli cũng chỉ rõ, hai nhân tố nguy hiểm nhất của DT Olympic Việt Nam đó là Xuân Trường và Công Phượng, những cầu thủ từng chơi ở K-League và J-League 2 ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Trả lời phỏng vấn trước trận đấu với đội tuyển Olympic Việt Nam, huấn luyện viên Morihide Harim của đội tuyển Olympic Nhật Bản cũng tỏ ra thận trọng cho biết, đội tuyển Olympic Việt Nam là đối thủ mạnh. Ở cấp độ U23, tính ở khu vực châu Á, Olympic Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp cao với việc lọt vào chung kết giải U23 châu Á vừa qua. Tại ASEAN 2018 này, họ còn bổ sung thêm những cầu thủ chất lượng và giàu kinh nghiệm khác trên 23 tuổi. ASEAN 2018, Olympic Nhật Bản đáng ngại nhưng không đáng sợ. Sự bình thản, chững chạc của Quang Hải trước đối thủ Nhật Bản có thể xem là nét tiêu biểu cho tâm thế của Olympic Việt Nam lúc này. Với niềm tin chúng ta có cơ hội đánh bại Samurai Xanh để đoạt ngôi đầu bảng rơi, cơ hội tiệm cận đẳng cấp Đông Á. Tuyển Olympic Việt Nam đã hoàn tất chặng đầu của cuộc phiêu lưu mang tên ASEAN 2018 với tấm vé vào vòng 16 đội. Hành trình tới ở vòng Knockout sẽ bằng phẳng hay gập ghềnh, phụ thuộc vào trận đấu buộc phải phân thắng bại với Nhật Bản, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11M. Hỏi môn đấu súng chắc là sở trường. Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cười ngay. Quả thật, tại ASEAN 2018 nếu thi đá luân lưu, có lẽ Việt Nam tự tin bậc nhất, sau kỳ tích vòng chung kết U23 châu Á với thần tài Bùi Tiến Dũng trong khung gỗ. Tuy nhiên, ông Lâm nghiêm túc phân tích, bóng đá không thể nói trước được gì cả. Phải đợi khi tiếng còi kết thúc vang lên. Qua hai trận đầu, chúng ta đã thi đấu đạt được yêu cầu với thành tích nhất định. Đạt điểm số để bảo đảm vào vòng sau, bảo đảm sức khỏe và thứ ba là không ai chấn thương. Hơn nữa, chúng ta đã có sân tập như ý muốn. Chủ động chọn được giờ và đỡ phải đi xa. Đó là những yếu tố thuận lợi cho chúng ta khi đá với Nhật Bản. Về tương quan giữa hai đội, ông Lâm khẳng định, tôi cho rằng cơ hội là 50-50.
họ tuy trẻ nhưng đẳng cấp cao hơn do có nhiều cầu thủ đang. Tất nhiên Nhật Bản là một đối thủ mạnh và và các bạn tới giải bóng đá Nam ASEAN 2018 lượt 2 bảng D, trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Nepal. Phút 05, tình huống này trọng tài đã không phản ứng khiến huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra khá tức giận. Ông phản ứng khá dữ dội với tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Phút 08, thủ thành Lim Bu mắc sai lầm, anh Đức đánh đầu nhưng bóng lại đi trúng chân một hậu vệ U23 Nepal
phút 19, anh Đức đánh đầu hiểm hóc đưa bóng về góc xa. Tiếc rằng trái bóng đi chạch khung thành trong gang tấc. Phút 31, từ cánh trái, một quả tạt tuyệt vời của Văn Đức. Anh Đức tận dụng với cú đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Tỷ số là 1-0 cho U23 Việt Nam. Anh Đức cùng đồng đội ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số. Phút 48, bóng liên tục được người vào vòng cấm U23 Việt Nam. Phút 49, một cú sút của Văn Thanh ở bên ngoài vòng cấm nhưng đã không bị trúng đích. Phút 63, anh Đức đi bóng và truyền ngược lại cho Phan Văn Đức. Văn Đức dứt điểm tinh tế, hạ gục thủ thành Li Bu của U23 Việt Nam. Phút 78, Văn Đức chọc bóng tốt cho Văn Quyết. Văn Quyết căng ngang nhưng không có đồng đội nào băng vào dứt điểm tận thành. Chung cuộc, U23 Việt Nam thắng U23 Nepal với tỷ số là 2-0. Hai bàn thắng được ghi bởi anh Đức ở phút 31, Văn Đức ở phút 63. Thân ái xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn tới giải bóng đá Nam ASEAN 2018, lượt 2 bảng D, trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Nepal. Phút 05, Xuân Mạnh bị phạm lỗi khá đau sát đường biên ngang và cần phải tới đội y tế vào chăm sóc. Tình huống này, trọng tài đã không phản ứng, khiến huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra khá tức giận. Ông phản ứng khá dữ dội với tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Thủ thành Linh Vu mắc sai lầm, anh Đức đánh đầu nhưng bóng lại đi trúng chân vào hậu vệ U23 Nepal. Phút 19, anh Đức đánh đầu hiểm hóc đưa bóng về góc xa. Tiếc rằng trái bóng đi chạch khung thành trong gang tấc. Phút 31, từ cánh trái, một quả tạt tuyệt vời của Văn Đức. Anh Đức tận dụng với cú đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Tỷ số là 1-0 cho U23 Việt Nam. Nhớ chia sẻ bên tôi.
vui, rất đông. Bây giờ chúng mình phải mua vé nữa. Có vẻ như mai mua vé cũng vào sân rất là khó luôn anh em ơi. Đang mua vé vào sân mà chưa mua được cái này. Anh em sẽ mua vé tất cả cho mọi người luôn. Tại vì đang không mua vé. Anh em ơi cùng xem nhá. Bây giờ chưa mua vé. Bây giờ chỉ có cách đi thôi. Là 150 nghìn một vé. Không mua nhanh không mà chết đấy, không mua được đâu. Mua luôn đi. Anh em hết vé luôn. Bây giờ mua vé cách D này anh em ơi, mất 150k luôn. Tại vì không còn vé nữa. Bây giờ chúng mình phải mua vé đã anh em ơi, mua vé vào sân nhé. Lúc này tình hình là rất là đông. Và cổ viên của các nước rất là đến đây rất đông này mọi người không? Cổ viên Nhật Bản đang ở đây. Rất là đông, cổ viên ở nước ngoài ở đây. Và chúng mình đang phải mua vé qua bên cửa. Chào mọi người nhé, chào anh em chia sẻ bạn bè cùng xem cái live trực tiếp của mình từ vận động nhé. Người không cô gái của Nhật Bản này và những người Nhật Bản hôm nay rất đông. Tôi biết Nhật Bản này còn đông Việt Nam luôn, tại vì ở đây có khu nghiệp Nhật Bản nên là rất là đông người đến đây cổ vũ. Hiện tại chúng ta thấy không, phía này còn rất là cổ động viên của Indonesia nữa đang ở đây. Còn phía này có đài truyền hình của Hàn Quốc phỏng vấn chúng ta. Đây là truyền hình của Hàn Quốc phỏng vấn chúng ta. Như vậy là mua vé rồi anh em ơi. Ê, chào anh em nha. Mua vé rồi. Cho anh em mình mới mua được 2 tấm vé. Nó chỉ bán khán đài B thôi, không bán được hàng C nữa. Con đấy đều nhá, nó chơi rất khôn. Cứ thấy Việt Nam nó bán khán đài B. Biết thấy mặc áo khác, mặc áo cờ Việt Nam thì nó bắt bán đắt. Bọn đấy đều lắm, bây giờ bán vé đắt anh em ơi. Vé chúng mình mua vào xong nó mất 300 nghìn Việt Nam anh em nhá. 300 nghìn tiền Việt Nam để vé mua vào cửa xem. Anh em ơi, hôm nay là 16 giờ đá nhá. Còn 1 tiếng nữa đá thôi. Như vậy là mua vé thôi. Nó chém à chị? 150 nghìn một vé. Nó chém rồi anh em ơi. Thế nó là 10 phút diễn ra trận đấu mới đoán. Bọn đấy đều lắm, nó lừa mình mà. Nó cố tình đấy, nó cố tình đấy. Nó cố tình rồi. Đây anh em ơi. Diễn ra trận đấu xong nó mới bán cái này. Nó bắt mình mua gì tiền. Nó bắt mình mua vé khán đài B để đắt hơn. Nó thấy trận này hot như thế. Không phải, nó thấy Việt Nam ấy. Bây giờ chúng qua cửa. Hello, konnichiwa. Hello, cô gái Nhật Bản. Yes. Bây giờ chúng mình sẽ gửi lý để qua cửa xuất vé nhá. Lát anh em. Ờ anh em cứ xem lát nữa đi, xong rồi nếu mà vào cái lát quá thì mình sẽ like Facebook sau nhá. Ok, bây giờ mình phải qua cửa thoát hiểm nhá anh em nhá. Đây là cái ba lô của mình. Mình vừa đi qua rồi. Chào anh em. Chúng mình đang đi vào nhá. Ok. Có xe nữa không mọi người? Mọi người comment nào. Kiểm tra hành lý. Rồi, ok. Bây giờ sẽ xuất vé nhá. Hello. Can you say hello Việt Nam? Hello Việt Nam. Thank you. Hello. Yes. Thank you so much. Okay. Hello. Welcome. Rất là tuyệt vời. Bây giờ vào sân cho mọi người nhá. Các cổ động viên chúng ta rất là nhiệt thành. Các cổ động viên của Indonesia cổ vũ chúng ta rất là nhiệt tình luôn. Họ đang hò hét cổ vũ chúng ta. Tiếp theo là bạn gái tiếp theo. Đây là bạn nữ tên là Trang và Tuấn. Xin chào Trang. Hello Trang. Chào Tuấn. Hello Tuấn. Yes. Đấy anh nghe được không? Các bạn. À bây giờ cất vé. Từ từ nào, ai cầm ba lô cho anh để anh còn đeo lại ba lô. Em hết tay rồi nhá. Ok, bây giờ sẽ đeo lại ba lô đã rồi đi tiếp nhá mọi người nhá. Bây giờ đi thôi anh em. Bây giờ chúng mình sẽ đi vào khu vực khán đài của chúng ta nhá. Trời tại nắng rất là to. Nắng to lắm ấy mọi người ơi. Mình nóng cháy hết da rồi này. Anh em hãy cùng chia sẻ để bạn bè cùng xem cái live stream này nhá. Ngoài anh đây nhá. Ngoài anh đây rồi nhá mọi người nhá. Che cái đầu vào. Tại vì nắng quá. Nắng quá anh em ạ. Tại 5k anh em đang xem trên YouTube rồi. Trời nắng này rất là lo. Mình chỉ lạnh mỗi là trời nắng thì lúc live nó bị giật thôi. Mình đang cố gắng đi rất chậm để cho nó rất nét rồi đấy mọi người nhá. Ngọc Anh đi trước đi rồi nói chuyện nhá. Mọi người cùng Ngọc Anh nhá. Ngọc Anh đây rồi nhá mọi người thấy chưa. Mình đã chuẩn bị rất nhiều đồ rồi. Áo Việt Nam này. Cờ nữa. Hôm nay có rất nhiều của Nhật Bản đến đây. Tại vì ở đây có một khu công nghiệp của Nhật Bản nên là có nhiều người sẽ đến và họ sẽ đông hơn Việt Nam chúng ta lần. Nhưng mà không vì thế mà Ngọc Anh và Kim Phúc sẽ nản lòng đâu. Chúng mình sẽ cổ vũ cho đội tuyển chúng ta.
Nào anh em ơi, đi theo nào. Hiếu đang quay nha mọi người nhá. Hiếu đang quay cho chúng ta. Trời nắng rất là to, chúng mình sẽ cố gắng. Chúng mình vừa live stream và chúng mình vừa phải quay video cho anh em xem hành trình của chúng mình hôm nay đấy. Nắng này chắc phải ăn tầm 3-0 rồi. Hôm nay Việt Nam thì thắng 3-0 nhá. Hãy hại Nhật Bản đi. Hãy cho các bạn biết là các bạn gì, hãy cho thầy Tokuda biết thế nào là Việt Nam. Đúng không? Hãy cho những cao thủ của Nhật Bản biết thế nào là Việt Nam của chúng ta hôm nay. Rất tiếc hay là Honda Suzuki gì cả. Nhưng không sao. Lát nào anh em. Mọi ok. Người nào đứng chuyển vẫn tốt chứ? Mọi người bảo lát quá. Cờ Việt Nam khổng lồ giữa sân em nhìn chưa? Có vẻ như mọi người muốn khán đài B nhiều hơn thì phải. Có một lá cờ khổng lồ Việt Nam ở giữa kia anh em thấy không? Thế thì anh like Facebook nhá. Mọi người xem nhá. Mọi người vào Facebook của anh là Phúc Đỗ Kim. Facebook anh là Phúc Đỗ Kim không có dấu nhá. Phúc cách Đỗ cách Kim không có dấu nhá. Để anh like Facebook của mọi người xem nó dễ hơn vậy. Nếu mà nó lag quá anh em. Vì các bạn ấy, ngồi anh đã phải lặn lội đến đây để quay cho các bạn xem thật nhiều video hay.
và sẽ clip cho các bạn xem này. Nhớ ad fan của anh nhá. Đồng lát không thể ra sân nhá. Anh em cố gắng ngồi chờ một tí nhá. Các cầu thủ của họ chuẩn bị xuống bây giờ. Tí nữa thì các cầu thủ của chúng ta sẽ đi ra từ thang máy. Chúng mình đang ngồi đây để ngồi chờ các cầu thủ và đi đồng hành cùng các cầu thủ luôn. Chúng mình sẽ đi bộ cầu thủ để quay buổi tập cuối cùng của cầu thủ trước khi cầu thủ ra sân thi đấu vào lúc 4 giờ chiều nay. Chiều nay thì 2 giờ cầu thủ sẽ bắt đầu từ khách sạn đi ra sân nhé. Còn bây giờ thì sẽ 11 rưỡi, cầu thủ sẽ xuống đây tập đi bộ một vòng tròn quanh chỗ sân khách sạn để nhẹ nhàng khỏe khoắn, xong rồi sẽ vào lên ăn trưa. Ăn trưa xong nghỉ ngơi tầm 2 giờ sẽ bắt đầu xuống đây và đi nhé mọi người nhé. Chúng ta cùng dõi theo hành trình của chúng mình các cầu thủ nhé. Ok, xin chào mọi người. Hello ở nhà nhé. Ở đây, chúng mình đang có mặt ở khách sạn đây. Chỉ một lát nữa thôi thì các cầu thủ sẽ có mặt ở đây để cùng một buổi tập cuối cùng trước khi trận Nhật Bản ra. Ok, chiều nay sẽ live mọi người xem nhé. Mọi người chia sẻ để bạn bè cùng xem buổi tập của cầu thủ chúng ta. Ok, ở chỗ này trơn đúng không? Tí nữa cầu thủ sẽ ăn trên này nhé mọi người nhé. Đây chính là khu vực mà ăn uống của cầu thủ này. Trên tầng 2, cầu thủ sẽ ăn ở đây nhá anh em nhá. Chào Minh Hảo nhá. Chào Nguyễn Hàng, mọi người chia sẻ để các bạn bè cùng xem nhá. Còn 15 phút nữa cầu thủ sẽ xuống đây. 15 phút nữa cầu thủ sẽ xuống đây để bắt đầu có một cái màn khởi động. Đây chính là cô gái mà chuyên chụp ảnh của chúng ta. Chưa có gì hot cả. Chỉ like chứ. Đây bạn hay chụp ảnh lắm đấy. Đây bạn ấy là bên Spot Nam này, chuyên chụp ảnh cho mọi người xem. Spotify đúng không? Ok, xin lỗi Huyền nhá. Xin lỗi Huyền. Ê, xin mọi người 15 phút đấy mọi người nhá. Anh Trâm đâu, anh mới like hôm qua, mình thấy buổi thứ hai mà anh bảo anh Trâm. Thế nào, em like mà anh bảo anh Trâm. Em có like đâu. Em chụp ảnh đúng không? Bây giờ phải làm rồi. Sắp xuống nhỉ, sắp xuống đúng không? Phải tác nghiệp rồi, à... Trước bữa ăn thì em nghĩ hơn 12 giờ mình em nghĩ ấy không? Thế sao bảo 11 rưỡi? Tầm đấy. Tí nữa mọi người sẽ xuống đi bộ nhá mọi người nhá. Từ 11 rưỡi đến khoảng... 12 giờ kể. Tí nữa sẽ xuống đây đi bộ khoảng tầm 15 phút đúng không? Sẽ đi bộ 15 phút một vòng các bạn nhé. Em sợ kiểu đi về đánh lừa. Không phải đi bộ đâu, nên sẽ đi... Đi một vòng quanh đây. À ok. Mọi người cùng xem màn khởi động của cầu thủ sắp tới nhé. Một lát nữa thôi. Một chút xíu nữa thôi. Chị Trinh á, chị Trinh đang ngủ trên phòng. Nãy sáng gọi xuống ăn sáng gọi mãi không được. Các bạn nhé. Vẫn chưa chị Trinh đâu cả. Ờ, chiều nay có trực tiếp mọi người nhá. Chiều nay có trực tiếp mọi người nhá. Mọi người cùng chia sẻ để bạn bè cùng xem. Một lát nữa thôi, trời ơi rất là nắng. Nhiệt độ bên này lúc này nó khoảng tầm 32 độ C. Ở đây một cô mình để cho mọi người xem một số khung cảnh khác ở đây nữa. Nói là mọi người, tí nữa cùng xem bữa ăn ở đây nó như nào nhá. Ờ, hiện tại thì chúng mình cũng phải chờ đợi thôi. Ờ, chào Nam Dương nhá, chiều anh có like. Tí nữa tầm 3 giờ ra sân, bóng sẽ like cho mọi người cùng xem ở sân nhá. Mọi người cùng chờ đón nhé. Ở quyết định lanh nang cho mọi người xem để cho màn hình nó to hơn một chút. Vì tí nữa thì các cầu thủ đi tập thì rất là rộng, nên là cần nó rộng một chút thì sẽ dễ xem hơn. Đó mọi người thấy không? Yellow. Đây anh nhỏ vậy rất nhiệt tình của chúng ta. Anh ấy tên là Long. Cảm ơn Long rất nhiều. Đấy, hello. Long rất hiểu tiếng Việt Nam. Hello. Hello. Long super Việt Nam, super Việt Nam. Yes. Ok. Đấy nghe được không? Long rất là nhiệt tình luôn. Hôm trước mình hỏi là ai tin Việt Nam chiến thắng thì các bạn giơ tay hết. Hello. Yes. Ok, I know. Super Việt Nam. Yes. Việt Nam win. Yeah, today. Yes. Yeah. Ok, đấy các bạn nước ngoài rất là tự tin. Đây là bạn Nhung này, bạn Phương này, bạn Tuấn Anh này, bạn Đức, đấy, bạn Nam, bạn Tuấn Anh. Và đây là bạn Trinh. Hello Trinh. Yeah, đấy. Đấy sang đây tin Việt Nam hết. Có tên Việt Nam hết luôn. Còn đây là bạn lễ tân sinh xinh đẹp của chúng ta. Đấy. Bạn ấy đang bận chút việc. Chào Quang Việt. Chào Trinh nhá. Trinh khỏe không Trinh? Đập tay cả high five vào Trinh. Đấy, cảm ơn Trinh. Đấy, ui sổi Trinh xinh đấy. Trinh ơi. Chiều nay đá mọi người nhá. 4 giờ đá. Và 3 giờ chúng mình sẽ ra sân để like cho mọi người xem nhá. Các em nhỏ rất là dễ thương đây. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Hello. Hello. High five. Yeah. Where are you from? Indonesia. Jakarta. Okay.
những người bạn chúng ta rất là vui ở đây. Mọi người thấy sao? Phía bên này thì có cô gái của Indonesia đang ngồi đây. Chúng ta thấy là họ là chuyên quấn khăn nhé. Lúc nào quấn cái khăn trên đầu. Đó, quấn khăn đầy đầu luôn. Anh em chú ý nhé, ở bên Jakarta này thì giờ với cả Việt Nam là giống nhau nhé, múi giờ cộng 7. Nên là tất cả các trận đấu 4 giờ chiều ở bên này thì cũng là 4 giờ chiều ở Việt Nam mọi người nhé. Chiều đây là 4 giờ chiều ở đây. Đây mọi người thấy không, đây là một cái phông bạt của Asian Games năm nay. Ở đây để chụp ảnh nhé. Phía ngoài sảnh này chính là cái nắng rất to như mình không. Hiện tại trời đây đang nắng rất là to luôn, nắng cực kỳ to luôn mọi người thấy đúng không? Nắng vô cùng lớn, nắng rất là to. Nếu mà chiều nay ra sân chắc chắn sẽ là rất là mệt đấy mọi người biết không? Tại vì ở chỗ ấy, cái khán đài mà mái che nó không được tốt cho lắm, chắc chắn sẽ rất là nắng. Bây giờ anh nhìn không? Cầu thủ Seri đang xuống rồi. Seri cũng có thể là một đối thủ chúng ta sắp tới. Đây, đây chính là huấn luyện viên của Seri và họ rất là thân thiện luôn, họ rất là nhiệt tình. Hello. Yeah, thằng high five luôn, đấy cho anh em thấy không? Rất là nhiệt tình thân thiện luôn. Chào Nhật Mai nhá. Chào Nhật Mai. Mọi người muốn xem bể bơi của cầu thủ không? Mình cho mọi người xem bể bơi của cầu thủ nhá. Và mọi người biết đấy, ở Indonesia thời tiết rất là nóng nóng luôn. Chiều nay đá chúng ta sẽ bất lợi đấy, tại vì trời rất là nắng to. Nắng to như này đá rất là mệt luôn. Đây mọi người nhìn này, nắng như này cơ mà. Nắng rất là to luôn. Nắng như này thì ai đá cũng rất là mệt, rất là đuối luôn. Hiện tại mình vừa đi ra ngoài mà mình thấy rất là nắng rồi. Chào Nguyễn Thiệu nhá. Chào Nam Khánh. Ừ 3 giờ đúng rồi em ơi, 3 giờ anh sẽ live ở trên sân cho mọi người xem nhá. Đây là xe của chở U23 Việt Nam anh em nhá. Buổi chiều thì U23 Việt Nam sẽ đi từ xe này để ra sân vận động nhá mọi người nhá. Đây là sân, đây là xe của U23 Việt Nam. Khu này thì là khu ban công, mọi người hay ngồi uống nước ở đây, các cầu thủ hay ngồi đây buổi tối. Hôm qua thì mình vừa ngồi với cả Tiến Dũng, Đức Trinh với cả Văn Hậu ngồi uống cà phê ở chỗ này này. Còn đây là bể bơi nhá mọi người nhá. Đây là khu bể bơi này. Cái bể bơi hôm trước còn cái wifi ở khách sạn nên là nó hơi bị lag một chút. Quên mất. Anh em đợi một tí nhá, mình mở 4 giờ lên. Tại vì xong mà live bằng wifi khách sạn thì đi ra ngoài là nó sẽ mất sóng. Quên mất đấy. Chào mọi người nhá. Mọi người đợi một tí để mình chuyển sang cái live bằng 4G nhá. Tại vì vừa xong quên mất là live bằng điện thoại thì không được dùng wifi ở khách sạn mà đi ra xa nó mất sóng luôn. Đợi một xíu nha anh em nhá. Để mình live lại bằng 4G. Vừa xong mình like bằng ấy nên nó hơi mờ. Bây giờ mình đã like tiếp tục bằng 4G nhé. 4G sẽ đảm bảo hơn. Các thủ đi xa thì mình có thể like được. Sorry anh em, vừa xong mình like bằng wifi nên hơi yếu. Anh Thắng xuống rồi. Đây là anh Thắng, trợ lý của huấn luyện viên Park. Như vậy đội sắp xuống rồi anh em nhé. Anh Thắng rất là chuyện từ các tình nguyện viên đây. Phía bên này là huấn luyện viên thầy Ly. Yeah. Hey. Yeah. Việt Nam win. Today, yes. Yeah, today win. Anh Thắng. Việt Nam cố lên. Việt Nam cố lên. Yes. Anh Thắng đã tin tưởng Việt Nam là chiến thắng các bạn nhá. Đây là phía ngoài của sảnh khách sạn nơi mà cầu thủ sẽ chuẩn bị ra ngoài này. Bây giờ một chút xíu nữa tôi sẽ ra ngoài này. Đây là những người anh em, những người bạn mình ở đây. Đây. Anh chào anh em một phát được không? Gương mặt gạo cội chúng ta. Rồi, rất là vui. Hôm nay tiếp tục hành trình lần thứ hai live stream cho mọi người xem. Sẽ là một cái buổi live khá là dài và thú vị đây. Phía ngoài này là con phóng viên khác, anh Tú Chùa này. Anh... đây rồi, thầy Park đang ra anh em nhé. Thầy Park đang ra cửa đây rồi. Thầy Park Hanser của chúng ta đang ở đây. Yes. Mọi người thấy chưa? Chào Phạm Thịnh nhé, anh em thấy thầy Park Hanser chụp ảnh các fan nhí đây không? Đấy, thầy Park Hanser đằng đấy nhá. Anh em chia sẻ để mọi người cùng xem nhá. Đó, thầy Park đó. Thầy Park đang nở nụ cười rất tươi. Thầy chào mọi người. Rất là vui. Hello. Vui chưa anh em? Chỉ một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ còn có rất nhiều các cầu thủ xuống đây nên mọi người chia sẻ nhiệt tình cái live stream này để cho bạn bè cùng xem buổi tập cuối cùng của Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản nhá. Anh em nhá. Chào Phạm Thịnh nhá. Chào Trần Tuấn. Đó, như vậy là đầy đủ ban lãnh đạo chúng ta đang ngồi đây rồi. Mình sẽ quay từ phía thầy Park đang ngồi đây thôi. Mình có thể nhìn thấy thầy Park đang chờ đợi cầu thủ xuống đây để có một buổi chạy bộ đây. Và trời nắng vô cùng nắng luôn. Trời vô cùng nắng.
Đó. Như vậy là chỉ còn 5 phút nữa thôi. À xuống rồi, cầu thủ đã ra sân rồi. Ok. Chúng ta có thể thấy nhóm cầu thủ đầu tiên đang đi ra sân. Hôm nay đó là đang thấy là Văn Hậu đi trước này. Rồi. Sức Huy. Cuối cùng là Tiến Dũng đang đi ra. Hôm nay sẽ là một buổi tập rất là vất vả đấy. Chuẩn bị làm buổi tập rất là vất vả. Hôm nay chúng có Tiến Dũng thì sẽ có một bàn bắt gôn cực kỳ hay cho anh em. Mọi người cùng đón xem nhá. Như vậy là nhóm đầu tiên chúng ta đã ra rồi. Sắp tới thì còn rất là nhiều cầu thủ tiếp theo nữa nên chúng ta hãy cùng chờ đón. Rồi, chúng ta đang có 4 người đầu tiên. Như vậy là có 5 cầu thủ đầu tiên đang ngồi ở đây rồi. Ok. Thầy Park đang ngồi rất vui vẻ. Một chàng trai vào selfie cùng với Văn Hậu. À, anh ấy muốn là Văn Đức anh nhổ mặt lên tất cả chụp ảnh nhá. Oh, hiện tại thì chưa ăn cơm trưa mọi người nhá. Hello anh. Hôm nay nó đi nhô đi không anh? Hôm nay nó đi nhô đi được không anh? À hôm nay có Ronaldinho đấy anh em nhá. Đây là sếp của anh Ronaldinho. Hội AC Milan chúng ta. Và chiều nay sẽ có Ronaldinho Kim ra nhá anh em nhá. Anh em chú ý đón xem chiều nay cái livestream chúng ta sẽ tiếp có Ronaldinho có mặt ở sân nhá. Anh em đợi mình một xíu không? Điện thoại mình đang bị đầy dung lượng. Mình có thể xóa bớt một vài cái video đi để like cho anh em đỡ bị giật mọi người đồng ý không? Hello mọi người. Chúng ta sẽ like từ xa một chút tại vì không muốn làm phiền các cầu thủ. Văn Đức đang ngồi đây. Có một người đang ngồi giữa Văn Đức với cả Văn Hậu với cả Đức Huy và mọi người thấy tiếp theo đây rồi. Bây giờ cả đội ra đây anh em ơi, tất cả đầy đủ người ra nhá. Chúng ta có thể thấy là anh Đức và thủ môn Văn Hoàng. Rồi một chàng trai đã lao vào chụp ngay ảnh Văn Hoàng. Xong nay vút kèo lên cho đẹp Hoàng, nó vút kèo lên cho đẹp. Rồi đây là chàng trai VTV của chúng ta ở đây rất là vui. Anh Luân của chúng ta xin chữ ký cho anh, xin chữ ký chưa? Anh chưa. Xin luôn đi, cầm xuống đây xin luôn đi. Đưa cho chồng Hiếu xin hộ cho. Đã phải xin. Video này để của anh đọc lại 4G lại cho anh xem đây nhá. Thầy Park bắt tay các người viên. Hello cả nhà. Ok. Các phòng viên tăng nghiệp đây rất đông nhá. Hôm nay là đầu tiên mình đứng lên mình live stream cho mọi người xem đấy. Bình thường là mình không đứng lên live đâu. Mình đứng lên live cho mọi người xem không khí ở đây như nào. Tại vì sắp đến giờ thi đấu rồi. Rất là nhiều các fan nhí vẫn đang vào đây chụp ảnh. Mày Việt Nam sẽ win đúng không? Chắc Việt Nam sẽ win. Nha, Việt Nam sẽ win nha mọi người nha. Vì không muốn ảnh hưởng cầu thủ thì chúng mình sẽ không lại gần quá. Văn Hậu và Phan Văn Đức ngồi đây. Hôm nay hy vọng là Phan Văn Đức sẽ ra sân và sẽ ghi bàn nhé mọi người nhé. Mọi người chưa ăn trưa mọi người nhé. Bây giờ cầu thủ đi tập luyện một chút. Sau khi tập luyện xong thì cầu thủ sẽ đi ăn trưa nhé mọi người nhé. Ok, và đây là rồi. Tình trạng mặt có vẻ đang hơi suy tư một chút. Rồi, có một chàng trai đây và xin chụp ảnh cùng với Đình Trọng. Rồi. Rồi, đẹp quá. Rồi. Rồi, mình quay nữa. Anh nhớ nghe mình quay không được ạ. Chân hôm qua sao không anh? Hôm qua bó bột à? Bó đá, trường đá. Cố lên nhá, mày cố lên nhá. Tay gái. Ui trời ơi, như có điện truyền vào người anh em ơi. Zoom hết vào tay luôn rồi. Đấy, rất là vui mọi người được không? Lâu lâu live stream cho mọi người xem một chút cho nó vui. Chào cả nhà. Hy vọng là chiều nay chúng ta sẽ chiến thắng nhá. Các cầu thủ đang chia ra nhiều nhóm ngồi khác nhau. Mỗi người ngồi một nhóm khác nhau nhá. Quang Hải anh chia đầy xuống. Phía bên này thì có Văn Toàn này, anh Văn Quyết với cả thủ môn Văn Hoàng nhá. Có vẻ đây là team nhà họ Văn. Văn Toàn, Văn Hoàng, Văn Quyết. Còn đây chính là chàng trai chúng ta rất là dẫn mặt. Chàng trai tên là Quang Việt. Đấy, rất là nụ cười rất tươi. Quang Việt quyết định sang đây bỏ sáng. Quang Việt bỏ nhà sang đây một tháng, bỏ con, bỏ vợ sang đây một tháng. 24 ngày thôi. 24 ngày à? 24 ngày nhá mọi người nhá. Không khí mà rất là vui. Rồi lại thêm một người nữa chụp ảnh với cả Xuân Mạnh của chúng ta. Duy Mạnh đang mệt nên là không có vẻ như là không muốn nói chuyện nhiều. Xuân Trường chưa xuống nhé mọi người nhé. Rồi, các cầu thủ sẽ bắt đầu đi bộ bây giờ. Rồi, chúng ta cùng xem
cùng xem các cầu thủ ra sân như nào nhá. Hôm nay sẽ là một buổi tập của các cầu thủ. Không biết là chia nhóm như nào. Đây là anh Đức. Rồi. Chưa chưa mình chuẩn bị rồi. Chào Mạnh. Đấy, Mạnh vừa bấu lưng của anh ấy. Mạnh, các bạn thấy sân Mạnh đáng yêu không? Ủa, một nhóm này thôi, không chỉ một nhóm này đi rồi. Lại nhỉ. Rồi, ra cùng đi xem. Chú ơi, rồi, Dũng. Chưa, chưa đầy đủ, chắc thì nữa. Có vẻ như là có một nhóm tập bên này trước thôi mọi người nhá. Rồi, phía bên này cũng đủ chúng ta đang khởi động. Cái sạc thôi, thay vì đi sang bên đường thì như nói anh biết là sẽ có Văn Toàn và Hà Đức Trinh có cơ hội ra sân anh em ạ. Rồi, cùng Phượng. Chưa được rồi. Văn Thanh thì cùng với mọi người nhé. Như vậy là đủ rồi. Tất cả đang thử động ở đây. Rồi, có nghĩa là mình đi lên đây sẽ quay xuống dễ hơn cho mọi người xem. Ok anh em, mình trở lại nhá. Xe lên page em nữa đi. Rồi, chào anh em. Hello cả nhà. Bây giờ chúng mình sẽ cùng xem không khí trận. Đấu như nào nhá. Anh em chia sẻ nhiệt tình nhá. Bây giờ có Việt Nam ở đây, rất là đông rồi. Chúng ta đang rất đông ở đây. Tất cả mọi người đang ở đây để có thể tập trung chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Nhật Bản. Có lẽ sẽ ngồi trên khí khán đài cao sẽ mát hơn nhé mọi người nhá. Chúng mình sẽ lên phía trên cao sẽ mát hơn. Còn ở đây cổ động viên Việt Nam đang rất đông cổ động viên Việt Nam anh em, thấy không? Mọi người có tấm đại kỳ đây, tấm đại kỳ rất là lớn của chúng ta. Mọi người nhìn thấy không? Các cổ động viên của chúng ta đang ngồi hết trên cao để xem. Mình sẽ đi lên trên cao mời cùng giao lưu các cổ động viên Việt Nam nhé. Phía dưới sân thì mọi người thấy không? Thủ môn Tiến Dũng đang tập luyện kìa. Thủ môn Tiến Dũng đang có bóng. Văn Toàn hay là chính nhé mọi người nhé. Hello. Hello anh. Thì nữa mình sẽ like toàn bộ cho mọi người xem. Và cho cùng đi lên trên đây để thấy không khí của những cổ động viên Việt Nam đang ở đây nhá. Lúc này rất là đông cổ động viên Việt Nam đang ngồi đây. Tất cả mọi người đang ngồi ở trên này cho nó mát. Và sẽ cùng cổ vũ cho đội tuyển và Việt Nam ngày hôm nay. Chào mọi người. Rất đông cổ động viên. Chúng ta đang ở đây mọi người thấy không? Hôm nay có khoảng tầm 200 cổ động viên Việt Nam đang ở đây. Mọi người thấy không? Tất cả đang ngồi đây rất đông. Rất là vui nhá mọi người nhá. Chào mọi người, chào mọi nhà. Như vậy là còn nửa tiếng hết đá nhá, nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu thi đấu. Chúng ta đang ở đây hết. Các bạn nhỏ đang ở đây, rất là nhiều bạn nhỏ. Rất là nhiều gia đình đang đổ về đây. Cũng chết đâu mọi người ạ. Có rất là nhiều cổ động viên đang đổ về đây. Mọi người nhìn thấy rõ không? Tí nữa cho mình sẽ like trên sân cho mọi người xem nhá. Chỉ nửa tiếng nữa thôi. Nhật Bản bên này nhá, Nhật Bản đang khởi động này mọi người thấy không? Các cổ động viên nhìn chúng ta đang vào sân rất là vẫn rất là đông, vẫn rất đông cổ động viên Việt Nam đang vào đây. Chúng ta hãy cùng đi xem không khí bên đây như nào nhá. Phía ngoài cửa này có rất đông cổ động viên Việt Nam đang ở đây, có kèn trống nữa, rất là vui luôn. Đây là bác bố của Văn Thanh. Bố Văn Thanh ạ. Bác là bố Văn Thanh. Đây ạ. Trời ơi, quá là nét luôn, quá là xinh tươi luôn. Đây là hậu động viên của Hoàng Anh Gia Lai và là gia đình các cầu thủ đến đây để cổ vũ cầu thủ hôm nay.
Hôm nay Hòa Minh Di sẽ không đến mọi người nhé. Hòa Minh Di về nãy rồi. Mềm nhá. Bỏ cái nước ra. Đấy, chúng ta có rất nhiều cổ động viên đang ở đây. Không khí cái nói là rất tuyệt vời, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Rồi. Đây, đây. Ừ. Ở bên bên này chú chụp. Dạ vâng ạ, cho chụp tấm nhá. Chụp tấm với nhau. Sát vào, kẹp sát vào. Đây, đây, đây. Yes. Rất là vui. Sát vào. Vui quá mọi người ơi, mọi người ơi, tuyệt vời quá. Hai. Hai cũng là vào ra live. Vài ly rượu nhỉ? Đây là bố sân trường nhé mọi người nhé. Đây là bố sân trường mọi người nhé. Tất cả đang ngồi đây để chờ đợi. Bố sân trường này. Còn đây là bố Văn Thanh, hôm nay mặc áo số 17 mọi người nhé. Hôm nay thì gia đình các cầu thủ hôm nay cũng rất đông. Đây là bố Văn Thanh mọi người nhé. Chơi đá mọi người. Nổi tiếng nước mới đá nhé. Nổi tiếng sẽ đá. Mọi người cùng chia sẻ để bạn bè cùng xem nhé. Tí nữa thì mình sẽ ra ngoài, tại vì trời hơi nắng to một chút, tí nữa ra ngoài sẽ mát hơn. Thì tí nữa sẽ tập trung live mọi người xem nó dễ hơn. Chú tên là gì nhỉ? Nguyễn Chánh Tín, đến từ phố núi Pleiku. Wow, Pleiku luôn. Đại diện cho Hoàng Anh Gia Lai, ủng hộ cho ban câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ok. Ok, ok. Hoàng Gia Lai anh em nhá. Yes. Chú đoán tỷ số này sẽ như nào? Tỷ số này chú đoán bao nhiêu? Vẫn 2-0 thật đẹp. 2-0 đúng không ạ? Không phải ngại, không ai phải thế. Ai ghi bàn nhỉ? Quang Hải. Và ai nữa? Và Công Phượng. Và Công Phượng đúng không ạ? Thế thôi. Đơn giản như đan rổ. Đơn giản thế rồi. Hai nhà là cái là hai nhà ngay. Không phải ngà. Không phải né. Hello. What's your name? My name is Eric. Where I'm from Indonesia. Oh, Indonesia. You support Vietnam? You support Vietnam? Yeah. Wow, oh my god, yeah. Vietnam, Indo, bạn bè. Yeah, bạn bè, ok. Anh em ơi, cùng chơi chơi Indonesia. Cổ vũ Việt Nam nhá, anh em nhá, tuyệt vời quá. Ok, ok, tuyệt vời quá. Cùng chơi Indonesia, cổ vũ chúng ta. What score you think? What score you think? 1-0 is good enough for okay. Vietnam. Ah, anh dự đoán là 1-0 Việt Nam. Huh? Ok, ok, I know. Okay, yes, okay. Very good. Anh dự đoán là 1-0 Việt Nam nhé mọi người nhá. Quá là vui luôn. Cháu ngoại của cô á kêu là Phúc Ký ở đây. Phúc Ký đây cho cháu ngoại á. Ô thế ạ? Ờ. Đưa cầm anh tính cầm mấy dòng Phúc Ký đi. Vâng. Phúc Ký. Dạ vâng cháu. À, ký đi. Dạ, vâng. Phúc đi chung ra ngoại ơi, ngoại phải vô gặp anh cậu Đỗ Phúc nha. Một fan đang có rất là mến mộ. Tập 5 rồi nha ngoại. Đỗ Kim Phúc. Dạ. Mới nói trưa nay. Và xin chữ ký từ Việt Nam gửi qua xin chữ ký. Fan rất là hâm mộ. Bây giờ chị sẽ về phụ nữ cực với khu chơi mọi người. Rất là nhiệm vụ. Chào trọng kính mời Phúc. Dạ vâng, vâng. Rất tuyệt vời ạ. Cháu nhất định sẽ và Hoàng Ngọc Anh sẽ đến Pleiku phố núi chơi của mọi người nhất định sẽ đến trong ngày gần nhất. Sẽ được chuyển biết mẹ em chưa? À nghĩa là dùng mẹ em sẽ chuyển biết anh. Gì? Dùng mẹ em sẽ chuyển biết anh. Không anh không biết, anh sẽ lên biết anh mà. À không nghĩa anh, thì anh sẽ lên biết em. Em xe chưa? Mẹ em không xe, không tìm được. Không biết xe à? Mọi người ơi, vui lắm mọi người ơi. Và dòng người vẫn đang đổ về đây nhá. Anh xe cho dễ mà. Rồi ok. Đây anh hỏi. Hỏi bạn này xem nào. Anh em đi hỏi tiếp tục nhá. Thì hỏi xem các bạn ở đây dự đoán tỷ số như thế nào nhá. Ngoan thì lên nào. Rồi, rất nhiều bạn nữ ở đây, rất nhiều cổ động viên chúng ta đang ở đây. Ở đây là một gia đình nữa, gia đình này đi cùng mình từ Hồ Chí Minh sang tận đây. Anh dự đoán tỷ số này sẽ như nào nhỉ? Anh dự đoán tỷ số này bao nhiêu? Mình dự đoán là Việt Nam thắng sân nút 1-0. Ai sẽ ghi bàn anh nhỉ? Chắc chắn là Quang Hải rồi. Tại vì Quang Hải có chân trái rất tốt. Đúng rồi, chúng ta đều nghĩ là Quang Hải sẽ ghi bàn nhé mọi người nhá. Đây là mẹ của bé đó. Còn chị nghĩ sao? Chị đoán tỷ số bao nhiêu? Chị hả? Chị theo anh. Cũng 1-0 à? Theo anh 1-0 à? Đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục chủ đeo một lúc thôi chỉ là chúng ta sẽ tìm chủ đeo gì? Rồi, đây nhá Ngọc Anh nhá. Ấn chia sẻ chọn trang của em là xong. Ok, chọn một trang ấy. Tí nữa chơi bóng như sau mọi người nhá. Bây giờ chúng mình đang ở đây để quay cảnh không khí cho mọi người xem á. Sau khi xong không khí thì chúng mình sẽ cho mọi người xem cái quang cảnh ở trên khán đài như thế nào nhá. Bên ngoài là hơi nắng một chút. À, cũng xinh đẹp lắm mọi người. Cũng không có nhiều thời gian để đi thăm chú và mua
mua sắm nhá. Nên là nếu mà có cái món đồ như thế này thì rất là muốn mua về làm quà cho đây. Hay đất tên mình tên. Dạ, em tên là Mai ạ. Rồi, ok. Rồi. Anh em còn 2 phút nữa sẽ đấu nhá. Còn đây có một viên tiếp của chúng ta có thể hỏi cô ấy được không? Chào bạn. Ôi dồi ôi, bạn này từ khách sạn giờ vẫn che mặt. Chúng ta chỉ hỏi một câu thôi mà, hỏi một câu đơn giản thôi. Bạn này rất là ngại, bạn này rất là ngại. Hello anh. Hello anh. Hi. Yes. Yeah, Việt Nam vô địch. Hôm nay tỷ số bao nhiêu nhỉ? Hả? Tỷ số hôm nay bao nhiêu anh? Hôm nay hả? Hôm nay thì chắc khoảng 2-0. Hôm nay 2-0 đúng không anh? Đấy, ai cũng nghĩ Việt Nam thắng 2-0 mọi người. Tất cả mọi người đều tin là hôm nay Việt Nam sẽ chiến thắng. Và chúng tôi cũng tin. À, đây là cô gái kia. Chúng ta sẽ hỏi thêm cô gái đấy về tỷ số trận đấu hôm nay nhé. Xem cô gái dự đoán như nào. Có một bạn nhỏ, rất là xinh xắn ở đây như này mọi người ơi. Mời anh qua sáng nay, sáng hôm kia anh em nhé. Hello con tên là gì? Vun. Vun à? Vun mấy tuổi rồi? Năm. Vun dự đoán tỷ số mấy bao không nhỉ? Mấy không như Việt Nam? Con Việt Nam thắng mấy không nhỉ con? Việt Nam thắng mấy không nào? Ôi giời bạn. 2-0, úi giời, 2-0 chạy luôn à, đáng yêu thế, bạn rất là dễ thương nhá. Bạn nói 2-0, hello. Đây là những support của Indonesia, hello. Rất là thú vị. Chương trình bên kia nhá mọi người nhá, bây giờ chúng mình sẽ lên những chương trình nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ra sân này. Tại vì trời đang nắng rất là to nên là mình muốn ở trong ngoài live một chút cho nó mát mẻ. Tí nữa ra ngoài sân lúc bị nắng ấy thì nó sẽ bị nóng máy, nó sẽ khó live hơn. Nên là bây giờ mình sẽ ra nhá mọi người nhá. Ok anh em. Nắng lắm rồi đấy, nắng rất to rồi đấy. Ok chưa nào, ok chưa nào cho anh em. Cảm ơn mọi người. Chúng ta hãy cùng tiến lên Việt Nam ơi. Đây chính là mặt ngoài của sân nhé. Đây là một cô gái của Indonesia. Hello, what's your name? Salma. Which team support today? Which team you support today? Netra. Yeah? What score you think today? What score? Score? Yes. Still. You think? I think. Việt Nam win. Maybe. Yeah. Let's hope. Okay. Cô không tin Việt Nam sẽ thắng nhưng mà tôi tin thì Việt Nam sẽ thắng cho cô ấy thấy. Cô ấy hỏi cô ấy kiểu phân vân, cô ấy cứ nghĩ là Việt Nam không ăn được Nhật Bản đâu. Rất xinh đẹp, cô rất xinh đẹp. Mình thấy không? Phía trên này của Việt Nam ngồi rất đông. Xin chào cả nhà nhá. Còn 20 phút nữa sẽ đấu nhá mọi người nhá. Anh em thấy không? Rất là nhiều cổ động viên Việt Nam. Nằm ở đây. Từ người già đến người trẻ, từ người lớn đến người bé. Đầy đủ các lứa tuổi và đây anh có cả những cổ động viên mang mái tóc màu đỏ của chúng ta rất là đẹp. Bất chấp trời nắng ngồi đây. Tí bóng đá người Việt Nam cũng là bất tận đúng không anh em? Đấy, mặc dù nắng rất to nhưng mà không sao cả. Team mình ngồi trên kia nhé mọi người nhé. Bây giờ chúng mình sẽ đi lên trên kia, team mình đang ngồi trên kia hết. Ôi giời ơi, đây rồi. Hôm nay thế nào? Đâu hôm nay kiểu chắc chắn là chúng ta sẽ vô địch. Tỷ số sẽ bao nhiêu đây? 0-5. Lại 0-5? Có tỷ số là mới mẻ hơn đâu. Hơi nhiều. Có lẽ là nên để dành sức để còn đá những trận sau đấy nữa. Thế thì bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu cho vừa? Mỗi nhập một quả. À như vậy 20. Là 20. 20. Ai sẽ ghi bàn nào anh?
Rồi ok, để mình lên lại cái link YouTube anh em nhé. Mình mượn kênh của một ông anh để mình like. Thì kênh ông này hình như là ông em bét được lên livestream thì phải. Còn cái kênh lúc nãy mình không thể nào mình gắn lên livestream được. Được chưa nhỉ? Lâu quá. Rồi rồi rồi, ok rồi. Đây để mình gắn thử cái link YouTube. Anh em chuyển về chuyển về link 1 nhá. Chuyển về link 1 để lấy cái link YouTube nhá. Link 1 là link YouTube các bạn nhá. Chuyển về link 1 giúp mình với. Rồi, bắt đầu đến giờ tắc đường rồi. Tắc rồi anh em ơi. Ok. Thank you.
Giờ này bắt đầu nó sao like không vào được, đã bảo rồi anh em vào sớm đi, bây giờ mấy ông vào muộn bắt đầu là không vào được đây này, bảo rồi vào thì vào sớm một chút, bắt đầu tắc đường, tắc hết đường rồi các ông ơi. Còn 5 phút nữa đá các bạn ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tín hiệu đường truyền của mình còn chưa về tới. Chưa về tới bản. Tôi đang đánh quần vợt gì này. Bây giờ chúng ta đến với vài clip quảng cáo trước khi đến với hình ảnh của trận đấu ngày hôm nay nha. Để làm giàu cùng Zobit Club. Bước 1. Truy cập vào địa chỉ website zobit.club. Tải Zobit Club về thiết bị của mình. Đối với các thiết bị hệ điều hành Android, các bạn có thể tìm kiếm theo từ khóa Zobit Club qua CH Play. Bước 2. Đăng ký tài khoản. Để đăng ký tài khoản trên Zobit Club hoàn toàn dễ dàng, bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin gồm ID, mật khẩu và xác nhận. Bước 3. Sử dụng gift code. Với những gift code đã nhận được qua soilac.tv hay fanpage Zobit Club, các bạn có thể nhập nhanh chóng ngay trên giao diện game.
Ngoài ra, các bạn có thể bổ sung số lô của mình qua một số hình thức giao dịch dễ dàng khác. Bước 4. Làm giàu cùng Zovip Club. Hiện tại trên Zovip Club có rất nhiều game khác nhau cho các bạn trải nghiệm. Thêm một chút may mắn, các bạn sẽ trở thành đại gia chỉ sau một nốt nhạc. Zovip Club, cổng game may mắn đổi thưởng số 1 Việt Nam. Zovip Club, cổng game may mắn đổi thưởng số 1 Việt Nam. Anh em chờ tí nhá, hiện tại chưa thấy hình ảnh của trận đấu. Đây à, đội nào đây? Phải, không phải Việt Nam rồi, Việt Nam phải đá với Nhật mà. Wow, đá link nào nhỉ? Chuyển hết các kênh mà không thấy sao? Trời ơi! Chết mẹ! Ở đây rồi! Thôi phải sang tạm bên video vậy! Ok anh em, đây, chờ chút, có hình ngay. Quá. Sóng vệ tinh của mình nó về chưa về đến bản thôi, chúng ta phải xem tạm cái link này mặc dù nó. Đợi chút nha, nó đang chỉnh đến chất lượng. Ok. Coming up, that's over the free kick. Tien Dung yet to be beaten in the Vietnam goal. Hatsuzo there is the only player in both teams that's in danger of missing the next match if you were to pick up a yellow card, having been booked in the previous match. Ờ, từ từ xem tạm cái này một chút đã. Khoảng ít phút nữa thì mình sẽ đổi ngay sang link cho anh em. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với một trận đấu giữa cao thủ Nhật Bản và cao thủ Việt Nam. Trận đấu trong khuôn khổ bảng D của ASEAN 2018. Đây là trận đấu mà sẽ tìm ra được đội đứng đầu bảng của bảng đấu này. Khi mà trước khi trận đấu này diễn ra thì cả Nhật Bản và Việt Nam đều đang có 6 điểm. Và họ đều có hệ số bàn thắng thua là ngang nhau. Scored in the 3-0 win over Pakistan. Bình tĩnh anh em ơi, để anh em chờ mình chút. Hôm nay nó đang hơi bị loạn. Bình thường web mình chưa giờ nó vào đông như thế này. Nahara. Hôm nay hơi mờ anh em nhé, xin lỗi anh em. First touch for Obi, the goalkeeper. So came off the bench. Goal! Give it away. Một không dành cho các cầu thủ Việt Nam. Rất bất ngờ. The first goal
Một lỗi ngớ ngẩn qua phòng ngự ở bên phía đội tuyển Nhật Bản. Và bàn thắng thuộc về Quang Hải. Rất nhanh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Hàng phòng ngự của cầu thủ Nhật Bản đã mắc sai lầm rất ngớ ngẩn. Tôi còn chưa kịp thấy được đội hình ra sân của cả hai đội. And Kang Hai gets the opening goal of the game for Vietnam. Placed beyond the keeper who couldn't get back into position. What a start. Anh em chờ chút. Well, just moments after Japan had that free kick at the other end already. Nhanh thế nhỉ? And Jeremy Moriyasu making some notes, the 49-year-old coach. Come here. That's Suze. Kang Hai can't keep the ball in play. Chờ mình chút, chờ mình chút. It's a good ball in from Hatsuse, but a bit of pushing from Sugiyoka. And free kick to Vietnam. And Kiet was the man fouled. Just see the arm across the neck of the captain. Thắng như đùa. To the UAE in the round of 16 four years ago, Vietnam. Winner of the group will actually play one of the third place teams from groups B, E or F, depending on how that little league table pans itself out. Here come Vietnam once again looking for a second. It's been a great start for them. Kang Hai. Looping header was comfortable for Obi in the end. The runner-up in this group will take on Malaysia in the next round. It's been a good pace start from both these teams. Ủa, link YouTube vẫn like được à? Ok ok, anh em chờ mình chút nha, để mình đổi cái link nó nét hơn. Lúc nãy mình vào thì nó không Maeda, but tưởng nó không có sóng, thì ra nó phát chậm. Pace on it. Well, Park Hang-seo there on the right already very animated with his coaching staff. He's coached predominantly in South Korea, priming to take in the job at Vietnam. He was the South Korea under 23's coach for a while. Also Gyeongnam, Chunham Dragons as well. Been in charge since mid last year. Come here. Ủa, link này chậm á. Thôi xem tạm link này vậy. Link đã chậm hơn hẳn 2 phút. Mày ấy đó. Ok, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu hôm nay. Phút thứ 7 và tỷ số đang là 0-1 nghiêng về phía cầu thủ U23 Việt Nam. Để tiện cho các bạn theo dõi thì mình sẽ đọc lại đội hình ra sân của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Bên phía cầu thủ Nhật Bản, họ ra sân với thủ thành báo số 12 Obi Powell Obina, số 5 Suzuka Daiki, số 6 Hatsue Zio, số 7 Hara Teruki, số 8 Mitoma Karu, số 10 Miyoshi Koji, số 11 Endo Keita, số 16 Watanabe Kuta, số 17 Kamiya Uta, số 18 Meida Daizen và số 20 Tatsuya Yugo. Còn bên phía cầu thủ Việt Nam, chúng ta sẽ ra sân với thủ thành áo số 50 Bùi Tiến Dũng, số 3 Đỗ Duy Mạnh, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 8 Nguyễn Văn Toàn, số 10 Nguyễn Văn Quyết, số 13 Hà Đức Trình, số 17 Vũ Văn Thành, số 18 Đỗ Hùng Dũng,
số 19 Nguyễn Quang Hải, người vừa mở tỷ số cho thủ Việt Nam ở phút thứ 3, và số 21 Trần Đình Trọng. Nice ball into the channel for Maeda to chase. Maeda sẽ làm quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Nhật Bản. Ngày hôm nay rất đáng tiếc khi mình đã không có được sóng như mọi hôm nữa. Sáng nay thì vừa nhận được một cái quyết định về việc không sử dụng cái sóng đó, và chúng ta sẽ phải tạm dùng cái sóng này vậy. Vẫn đang là cầu thủ Nhật Bản. Endo. Endo. Meda. Kamiya. Xin bạn, đây là Kamiya. Đây còn here maybe for Vietnam. Pha đẩy bóng hơi mạnh. Trước khi trận đấu này diễn ra thì bọn mình cũng nhận được một thông tin, đó là ứng dụng FastGo, một ứng dụng đặt taxi do người Việt làm ra, đã tuyên bố sẽ tặng cho mỗi cầu thủ được 10 triệu nếu như họ ghi bàn trận đấu này. Và vừa rồi thì Quang Hải đã có được 10 triệu từ nhà tài trợ FastGo. Văn Quyết, Hùng Dũng, Trần Đình Trọng, Đôi Duy Mạnh. Cho bạn nào mới vào chưa biết thì U23 Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số với pha lập công của Quang Hải. Đó là một tình huống mà Nhật Bản, hàng phòng ngự của Nhật Bản đã mắc sai lầm. Nếu như giành được chiến thắng trong trận đấu hôm nay thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ chỉ phải gặp một đối thủ hạng 3 của bảng đấu khác. Nhưng tuy nhiên, việc giành được Nhật Bản đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải lên trên một cái nhánh khá là khoai. Một nhánh đấu sẽ có khả năng cao có sự góp mặt của Hàn Quốc, của Iran, của Uzbekistan. Bảng đấu gồm những đội bóng rất mạnh. Còn nếu như để thua trong trận đấu hôm nay, chúng ta có vị trí nhì bảng và sẽ rơi xuống một nhánh đấu có vẻ dễ thở hơn với Indonesia và Malaysia. Tuy nhiên thì Malaysia cũng không phải là một đối thủ dễ chơi ở giải đấu này, khi mà họ đã giành chiến thắng 2-0. 2-0 hay là 2-1 nhỉ? So that early goal is put. Ờ đúng, 2-1. 2-1 trước cầu thủ Hàn Quốc. Suýt nữa thì mình quên đấy. Sugiyoke. Endo. Endo. Why by Doi Mank? Teruki. Daiki. Tatsuta. Lại một pha thi đấu không thật sự an toàn nữa của Suzuka Daiki. Tatsuta. So reminder that a win would put Vietnam through as group winners. Ở đây thì mình có một cái link nó nét hơn. Tuy nhiên thì cái link này thì nó lại still with a chance of making it through to the round of 16. Thôi chậm một chút. Chúng ta cứ tạm xem cái link này đã, vì nó cũng khá là nhanh. Ngày hôm nay có cái để xem đã là rất là tốt rồi. Ngày hôm nay đáng ra mình nghĩ là không thể livestream trên YouTube nữa cơ. Nhưng đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang theo dõi được. Probably wouldn't be enough to send them through, bearing in mind what's happened in the other groups. Six groups, so only two teams will actually miss out on the knockout stages from finishing third. Here's Kang Hai. Van Toan just pulls out wide. Van Toan. Forward Hùng by Dũng. Van Tan. Van Kiet. Không chờ các bạn, đây là Van Quyết. Anh em chat đông quá anh em ơi, chóng hết cả mặt.
Để mà xem được một chất lượng tốt nhất thì các bạn thể truy cập vào website solang.tv, live.solang.tv và chọn trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Cơi! Không được! Đó là cú sút của Văn Quyết. Việt Nam đang chơi hay hơn. Ồ, sao Nhật Bản lại có ông da đen nhỉ? Và tôi không theo dõi những trận đấu của đội tuyển Nhật Bản và ngày nay khá là bất ngờ khi mà thủ môn bên phía Nhật Bản là một cầu thủ da màu. Tên anh này là Obi Powell Obina. Lúc đọc tên tôi đã thấy ngơ ngớ rồi. Thì ra đúng là người Hanoi reached the quarterfinals of the AFC Cup recently. Van Kiet. Đây là chàng trai sinh năm 1997. Anh sinh ngày 18 tháng 12. Cao 1m93 và nặng 82kg. Three overage players allowed, predominantly under 23. Rất hay. Văn Thành. Không được, phải cho bóng hơi mạnh. The two white shirts in the center and comfortably taken by Obi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đó là cú sút hụt của Văn Toàn, rất đáng tiếc cho cầu thủ áo số 8 bên phía Việt Nam. Hôm nay thì Văn Toàn Văn Toàn, rất đáng tiếc cho cầu thủ áo số 8 bên phía Việt Nam. Hiện nay thì Văn Toàn đang sở hữu một mái tóc bạch kim rất nổi bật ở trên sân. Ngồi ở giải đấu trong khu vực năm 2008 vẫn là một kỷ niệm quá đẹp với những ai yêu bóng đá Việt Nam. Khi mà thế hệ của Công Vinh và những đồng đội của anh đã mang về chiến thắng lịch sử cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhật đang chơi tương đối lép vế. Daiki, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Olympic Nhật Bản tại giải đấu năm nay, chính là trợ lý cho huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Nhật Bản ở vòng chung kết World Cup vừa rồi. Hiện tại dẫn dắt đội tuyển Olympic Nhật Bản là ông Moriyasu, và ông Moriyasu hiện giờ cũng đang là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia, sau khi mà huấn luyện viên đã dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản ở vòng chung kết World Cup vừa rồi là Nishino đã xin từ chức. Bóng đá Nhật Bản đã có được những sự phát triển rất lớn trong khoảng 20 năm trở lại đây. Năm 1998 là lần đầu tiên mà bóng đá Nhật Bản dự World Cup, và đó vẫn là một giải đấu đánh dấu bước ngoặt rất lớn trong việc phát triển của bóng đá xứ mặt trời mọc.
Và trong khoảng 20 năm qua thì người Nhật đã có những bước tiến thần tốc khi mà họ bắt đầu tiệm cận tới đẳng cấp của đội bóng ở trên tầm thế giới. Đội tuyển Nhật Bản đã từng vượt qua được vòng bảng của các kỳ World Cup, và đó là một điều mà chúng ta rất chắc chắn sẽ cần phải nỗ lực nhiều. Đường chuyền hay, không được. Tình huống lên bóng của Olympic Nhật Bản rất tốt. Ở trong trận đấu với U23 Nepal, ông Park Hang-seo đưa ra sân một đội hình B. Nhưng ngày hôm nay là một đội hình không B chút nào, một đội hình mà chúng ta quyết tâm thắng để có thể có được ngôi đầu bảng. Rõ ràng thầy Park quá tự tin. Thầy Park đã có được những tính toán về mặt lực lượng tốt và khiến cho nhiều người bất ngờ. Ở trong trận đấu với Nepal, nhiều người nghĩ rằng ông Park sẽ bố trí một đội hình đá chính để giúp cho Olympic Việt Nam ghi thật nhiều bàn thắng với mục tiêu là cạnh tranh chỉ số phụ với người Nhật. Nhưng tất cả đều bị việt vị bởi lẽ ngày hôm đó ông Park Hang-seo lại đưa ra sân một đội hình 2. Giờ sẽ làm quả phạt góc. Một nội dung sở trường của Hoàng Quý Phước. Một số môn thể thao của đoàn thể thao Việt Nam cũng đã ra quân trong ngày thi đấu hôm nay, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của kỳ ASEAN 2018. Bây giờ sẽ là Quang Hải. Quang Hải chơi bóng rất nguy hiểm. Thủ thành Obi có mẹ người Nhật và bố là người Nigeria. Trong lịch sử thì bóng đá Nhật đã từng sử dụng rất nhiều những cầu thủ nhập tịch. Trước đây thì là những người Brazil. Trong khoảng thời gian đầu vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước thì bóng đá Nhật Bản kết hợp với bóng đá Brazil để những người Brazil tới Nhật và làm thay đổi cơ bản sự phát triển của bóng đá Nhật Bản. Chúng ta đều biết tới Zico. Zico đã đến với Nhật Bản để dẫn dắt các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia của Nhật Bản. Và rồi sau đó là một loạt những cầu thủ nhập tịch để chơi cho đội tuyển Nhật Bản. Và sự kết hợp với bóng đá Brazil nó đã mang tới cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản và bóng đá Nhật Bản có được một sự phát triển được như ngày hôm nay. Khá nguy hiểm. Bàn thắng mở tỷ số của chúng ta là một tình huống mà bộ ba hàng công của Olympic Việt Nam đã tổ chức vây bắt rất tốt. Ngày hôm qua thì